Xin chào quý thính giả đang nghe truyện Tiên Đạo 198. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Ta ở Nhân Gian Đạp Đất Thành Tiên, tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều truyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé. Nếu ai ủng hộ kênh để kênh phát triển tốt hơn thì có quy giờ, Momo, số tài khoản đó nhé. Xin cảm ơn. Chương 123, Thần Cầm Thất Triều, số mệnh chi địch. Theo Thủy Uyên Điện sau khi trở về, Phương Vọng liền lại bắt đầu bế quan. Biết được Nhiễm Cầu Tiên đã không có bao nhiêu năm sống đầu, hắn cũng không có quá mức bi thương, bởi vì quan hệ của hai người không có gần như vậy, huống chi chính hắn đều là chết qua một lần người, hắn chỉ có thể ở trong lòng mong ước Nhiễm Cầu Tiên trùng sinh tới địa cầu, đi hưởng phúc. Nhưng mà, vừa tu luyện nửa năm, đã có người tới bái phỏng hắn. Chu Tuyết. Tiểu tử cho Chu Tuyết mở cửa về sau, trước sau như một bị đuổi ra ngoài, chỉ có thể ở ngoài cửa chửi rủa Chu Tuyết, còn không dám lớn tiếng. Chu Tuyết ngồi tại trước bàn, cười hỏi, nghe nói ngươi tự mình tuyển ta làm trưởng môn. Phương Đại Sư Huynh, thật sự là cực kỳ uy phong. Phương Vọng bình tĩnh hỏi, làm sao? Ngươi không muốn? Hắn là nghĩ đến Kim Tiêu Giáo, mới đưa chức trưởng môn giao cho Chu Tuyết. Đảo không phải là không thể được, trước cho ta đi, ta theo Phương Phủ Tử Đệ bên trong chọn lựa một vị ra tới. Trọng điểm vun trồng thành trưởng môn, có ta cùng đồ thải y tại, đời tiếp theo chức trưởng môn chúng ta nghĩ xong người nào liền định người nào. Chu Tuyết cười tủm tỉm nói, đồ thải y, phó trưởng môn xài y, Phương Vọng có thể là nghe Phương Hàn Vũ nói qua, xài y nhiều lần kiến công cực khổ, địa vị nước lên thì thuyền lên, tông môn chủ thành các đường đều có nàng cất nhắc đệ tử, lời của nàng quyền cực cao. Đương nhiên, tại Thái Uyên môn bên trong, tại quyền nói chuyện khối này, bây giờ không ai có thể so đến được Phương Vọng. Nếu như Phương Vọng hiện tại đã muốn làm trưởng môn, Thái Uyên môn trên dưới không người dám phản bác. Vô luận tuyển người nào, ngươi cũng không thể cố phụ Thái Uyên môn đệ tử. Phương Vọng nhắc nhở. Chu Tuyết vốn định trêu ghẹo hắn, nhưng thấy hắn ánh mắt rất chân thành, không khỏi gật đầu đáp ứng. Ngươi chuyên trở về, liền vì chuyện này. Phương Vọng nói sang chuyện khác hỏi. Chu Tuyết lườm hắn một cái, nói, đây cũng không phải là việc nhỏ. Dĩ nhiên, còn có một chuyện khác, ngươi kiếp nạn có thể muốn tới. Kiếp nạn. Phương Vọng nheo mắt lại, không rõ Chu Tuyết đang nói cái gì. Chu Tuyết nói, từ khi Hạo Khí Tông đã tới về sau, ta liền để cho người ta đi tới đại sở điều tra Hạo Khí Tông, phát hiện Hạo Khí Tông tông chủ đã thay người, đại sở trong tu tiên giới đều là đối Hạo Khí Tông tiếng mắng, cho rằng Hạo Khí Tông bị mất đại sở cốt khí, không dám làm kiếm tôn, lương tầm thu báo thù. Về sau nhiều năm, Hạo Khí Tông xác thực không có hành động, nhưng ta không yên lòng, tiếp tục sai người điều tra. Năm ngoái ta được đến một cái tình báo, Hạo Khí Tông có người lên phía Bắc, đưa ngươi có được Thiên Nguyên Bảo Linh tin tức truyền ra, hiện tại đại lục phía Bắc đều phải biết Nam Phương một cái tên là, Tề Vương Triều sinh ra một vị Thiên Nguyên Bảo Linh. Phương Vọng nghe đến nơi này, cảm thấy có chút trò đùa, hắn không khỏi hỏi, liền này. Chu Tuyết lắc đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói, nếu như ta không có đoán sai, Hạo Khí Tông là thỉnh người kia rời núi, ở kiếp trước, Thiết Thiên Thánh Giáo thống nhất đại lục trước. Có một tên tự xưng tiên nhân đại tu sĩ xuôi nam, bắt thất triều thiên tử, tìm kiếm Thiên Nguyên Bảo Linh. Khi đó, hắn hẳn là hướng về phía Cơ Như Thiên đi, bây giờ Cơ Như Thiên không hiển uy danh, chỉ sợ người kia sẽ tìm đến ngươi. Phương Vọng hít mắt hỏi, tự xưng tiên nhân, được nhiều mạnh. Chu Tuyết hồi đáp, ta cũng không biết, bởi vì khi đó ta tu vi thấp, chờ ta gia nhập Thiết Thiên Thánh Giáo lúc, người kia sớm đã biến mất, tại về sau tuế nguyệt bên trong, ta không có đánh dò xét hắn, dù sao hắn cùng ta không có chút nào nhân quả. Nếu không phải Hạo Khí Tông cử động lần này ta khả năng đều nhớ không nổi người kia. Phương Vọng lâm vào suy tư. Tiên nhân. Thú vị. Nếu Cơ Như Thiên sống đến cuối cùng mà người kia không có, có hay không nói rõ người kia chết tại Cơ Như Thiên trong tay? Phương Vọng tò mò hỏi. Chu Tuyết gật đầu nói, xác thực có khả năng này. Phương Vọng lại nghĩ tới một điểm, nói, Cơ Như Thiên không có hiện thế, ngươi nói, sẽ có hay không có một loại khả năng, hắn cũng trùng sinh rồi. Dù sao ngươi ta làm việc đều tại đại tề bên trong, không đến mức ảnh hưởng đến mệnh số của hắn. Chu Tuyết tức giận nói, làm sao có thể, ta chết trước đó, cái kia Cơ Như Thiên tại thượng giới sao mà lóa mắt, theo ta suy đoán, có thể cùng Cơ gia có quan hệ, Cơ gia có biết thiên mệnh chi nhân, kiếp trước, ta tu hành 700 năm lúc, tiếp xúc qua một vị Cơ gia tử đệ, nàng nói bọn hắn Cơ gia ngoại trừ có Cơ Như Thiên, còn có một người, có thể nhìn trộm thiên mệnh, nếu là thiên số có biến, Cơ gia thì lùi, đây cũng là Cơ gia truyền thừa vạn năm nguyên nhân. Chỉ bất quá người kia không có phi thăng, cho nên ta sau này liền không có đem việc này để ở trong lòng, vô luận kiếp trước kiếp này, ta cùng Cơ Như Thiên đều không có giao tập, đương nhiên sẽ không quải niệm hắn cùng Cơ gia sự tích. Phương Vọng nghe xong cảm thấy rất vô nghĩa, hắn nhịn không được hỏi, ta cùng Cơ Như Thiên căn bản chưa từng gặp qua,
chúng ta cũng không thể là số mệnh chi địch a. Chu Tuyết xoa cằm, tựa hồ nhớ tới cái gì, tự lẩm bẩm, vừa nói như vậy, cũng là có khả năng, ta nhớ được Cơ Như Thiên giống như người lớn, nghe đồn, Cơ Như Thiên sinh ra lúc từng dẫn tới qua thiên địa dị tượng, toàn bộ đại lục rung động, về sau mưa sa kéo dài dòng dã 7 ngày, các triều các nơi đều có tai hại phát sinh, chúng ta đại tể cũng là như thế, sau này bị người nói ra là thiên nguyên đản sinh thiên địa dị tượng, lúc ấy, ta còn buồn bực, không quan trọng thiên nguyên cũng có thể. Câu nói kế tiếp, nàng không có tiếp tục nói nữa. Không quan trọng thiên nguyên. Phương Vọng đang muốn chất vấn, ngay sau đó, hắn bỗng nhiên nghĩ đến khi còn bé xác thực có một đoạn này thời kỳ. Hắn lúc vừa ra đời liền có trí nhớ, hắn nghe được âm thanh thứ nhất chính là tiếng sấm, về sau càng là rơi xuống 7 ngày mưa to, hắn sở dĩ nhớ rõ, là bởi vì trong phủ có người nói hắn có thể là yêu nghiệt chuyển thế, chỉ bất quá cuối cùng bị ra ra hắn giận mắng, nghiêm lệnh không được truyền này tà thuyết, sau này, chuyện này liền bị người quên lãng. Nếu như Chu Tuyết nói sự tình không sai, vậy hắn cùng Cơ Như Thiên ra đời tháng ngày không sai biệt nhiều, thậm chí có thể là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Cùng một ngày xuất sinh, lại tính thiên mệnh, cũng là có thể nói tới thông. Phương Vọng đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt biến hóa, nói, nếu như Cơ gia có người biết thiên mệnh, mà Cơ Như Thiên lại phải biết thiên mệnh, hắn không đến 20 tuổi liền xuôi nam, đi vào đại tề, có khả năng hay không là tới tìm ta. Nguyên nhân chính là ta chết đi, hắn mới thuận thế tại đại thánh động thiên tìm kiếm cơ duyên. Người suy nghĩ một chút. Cơ gia khoảng cách đại tề sao mà xa xôi, hắn có lý do gì tới đại tề? Đại thánh động thiên truyền thừa thật có trọng yếu như vậy, mà lại liền hắn một người đến đây. Chu Tuyết nghe xong, đi theo trầm mặc xuống. Phương Vọng nói đến chỗ này, đột nhiên cảm nhận được số mệnh lực lượng. Cơ Như Thiên cái tên này trong lòng hắn biến. Rất lâu, Chu Tuyết đánh vỡ yên lặng, nói, ta sẽ điều tra Cơ gia, tiếp xuống ta không có khả năng chờ lấy cái kia tự xưng tiên nhân ra hỏa đến. Ngươi tự giải quyết cho tốt, mỗi người đều có chính mình kiếp. Nếu như tiên nhân kia thật chết tại Cơ Như Thiên trong tay, cái kia ở kiếp này cũng nên chết trong tay ngươi. Dứt lời, nàng trực tiếp đứng dậy. Ngươi đi đâu vậy? Phương Vọng vội vàng gọi lại nàng. Chu Tuyết cũng không quay đầu lại nói, an bài chút chuyện, lại lên phía bắc đi Thiết Thiên Thánh Giáo nhìn một chút. Nàng bước nhanh rời đi, tại sơn môn đóng cửa trước, tiểu tử xông vào tới. Công tử, các ngươi cãi nhau. Tiểu tử tò mò hỏi, ngữ khí khó nén mừng rỡ. Phương Vọng không để ý đến nó, mà là tại nghĩ Cơ Như Thiên chuyện này. Đi qua cùng Chu Tuyết trao đổi về sau, hắn có thể xác định Cơ Như Thiên đã đang chăm chú hắn. Thiên nguyên đối thiên nguyên. Số mệnh chi tranh. Phương Vọng không có thấy e ngại, ngược lại tràn ngập đấu trí. Kiếp trước ta chết sớm, uy danh mệnh số nhường cho ngươi, nếu như ở kiếp này, ngươi muốn tới trêu chọc ta, ta đây sẽ sống đến so ngươi càng lóa mắt. Chu Tuyết sau khi rời đi, Phương Vọng tiếp tục tu luyện, ngay tại lúc cuối năm, Nhiễm Cầu Tiên thọ hết chết già, hưởng thọ 440 năm tuổi. Toàn giáo phúng, Thái Uyên Môn là tu tiên giáo phái, không có nhiều như vậy túc trực bên linh cữu quy củ, chín mạch thân truyền đệ tử cùng một chỗ đến Nhiễm Cầu Tiên trước mộ phần thắp hương, Phương Vọng cũng đi. Trước khi đi, phó trưởng môn Xài Y tìm tới Phương Vọng, nói Chu Tuyết có việc không tại, khiến cho hắn ở tạm Thủy Uyên Điện, đời hành trưởng môn chi trách, Phương Vọng lần này cũng là đáp ứng. Sở dĩ đáp ứng, là bởi vì hắn sắp đột phá, sau khi đột phá hắn liền muốn tạo nên thứ năm kiện bản mệnh bảo linh. Thủy Uyên Điện liền có thiên đạo linh thạch. Ngày đó, Phương Vọng liền rời đến Thủy Uyên Điện, tin tức tại Thái Uyên Môn bên trong truyền ra, các đệ tử mặc dù cảm khái thiên mệnh khó nghịch, nhưng càng nhiều hơn chính là phấn chấn, thế hệ trước rời đi, bây giờ có Phương Vọng dẫn đầu bọn hắn, Thái Uyên Môn tất nhiên hướng đi cường thịnh. Chuyển vào Thủy Uyên Điện bên trong, tiểu tử cả ngày chạy tán loạn, Thủy Uyên Điện xa so với từ bên ngoài thoạt nhìn lớn, còn liên thông ngọn núi nội bộ, bên trong thậm chí tàng có một ít bí tịch, phòng tối. Cuối năm đi qua, một năm mới đến, tuyết trắng mênh mang bao trùm Thái Uyên Môn. Năm mới vừa qua khỏi 2 tháng, phó trưởng môn Xài Y liền dẫn chín mạch phong chủ cùng với rất nhiều trưởng lão đến đây Thủy Uyên Điện, Phương Vọng không thể không để bọn hắn vào, ngồi tĩnh tọa ở bồ đoàn bên trên, cúi xem Thái Uyên Môn cao tầng, không thể không nói, vẫn rất có cảm giác. Phương Vọng trong lòng cảm khái, thấy có trưởng lão nghĩ hành lễ, vội vàng nói, chư vị sư trưởng không phải làm lễ, ta chẳng qua là tạm hành trưởng môn sự tình. Cũng không phải là thật trưởng môn. Nghe vậy, tất cả mọi người lộ ra nụ cười. Phương Vọng chú ý tới Dương Nguyên Tử vẻ mặt hốt hoảng, xem ra Nhiễm Cầu Tiên chết cho hắn tạo thành kích thích rất lớn. Triệu Truyền Càn tiến lên một bước, nói, thiên tử Triệu Khải hướng Thái Uyên Môn cầu cứu, tuyên bố có người truyền tin uy hiếp hắn, nói sở, Triệu, Ngụy Tam Quốc thiên tử đã bị bắt, rất nhanh liền đến phiên hắn. Phương Vọng nghe xong, không khỏi nhéo mắt lại. Này không phải liền là Chu Tuyết nói tới kiếp. Xài Y nói theo, từ Si Ma Tông một trận chiến về sau, ta tại thất triều các nơi đều sắp xếp đệ tử, bọn hắn truyền đến tình báo, cái kia ba triều thiên tử quả thật bị bắt,
là bị một tên tự xưng tiên thần thần bí tu sĩ bắt, đến mức vì sao bắt thiên tử, tạm thời không rõ ràng nguyên do. Có một chút có thể xác định, tu sĩ kia cao thâm mặt chắc, không ai có thể ngăn cản. Trên đại điện, Thái Uyên môn các cao tầng bất chi bất giác đứng thành hai đội, phân biệt dùng xài y, Triệu Truyền Càn làm chủ. Phương Vọng trầm ngâm nói, đem thiên tử tiếp vào Thái Uyên môn đến, như thế nào? Xài y nói, không cần, Huyền Hồng Kiếm Tông cũng được biết việc này, điều động từ cầu mệnh tiến đến thủ hộ thiên tử, bởi vì thiên tử dùng ngươi vi tôn, cho nên Huyền Hồng Kiếm Tông đây là hướng chúng ta phóng thích hảo ý, từ cầu mệnh đã đi đến ngưng thần cảnh, có hắn tại, vừa vặn thăm dò cái kia thần bí tu sĩ thực lực. Phương Vọng tò mò hỏi, hắn không có xuôi nam tìm kiếm tiên duyên. Xuôi nam ra biển, là gần nhất 20 năm qua phong trào, cũng không chỉ là Thái Uyên môn đệ tử xuôi nam. Triệu Truyền Càn nói tiếp, hắn tại ngộ của mình kiếm đạo, tuyên bố như không nhập đạo, thể không rời đi đại tề. Nhập đạo, có ý tứ. Trương Phương Vọng có thể không cảm thấy từ cầu mệnh tại nói mạnh miệng, ngược lại cảm thấy hắn nhất định thành công. Xem ra từ cầu mệnh giống như hắn, coi như xuôi nam, cũng phải có tung hoành đại dương mênh mông thực lực, bằng không đi, chết trên đường có lỗi với thiên phú. Chương 124, Nhân gian chân tiên, Tiêu Dao tiên. Ngoại trừ việc này, còn có chuyện khác sao? Phương Vọng tiếp tục hỏi, hắn trong lòng chỉ có một việc, cái kia chính là đột phá độ hư cảnh, cho nên hắn nghĩ tranh thủ thời gian kết thúc trận này nghị sự. Quả nhiên, ta không thích hợp làm trưởng môn. Phương Vọng ở trong lòng cảm khái, càng thêm kiên định muốn ra ngoài trái tim. Sai y bắt đầu nói lên chuyện khác, liên quan tới long mạch thuộc về vấn đề. Đại tề đã kích hoạt 49 đầu long mạch linh khí chung quanh nồng nặc nhất, các đại giáo phái đều muốn tranh, nhưng không thể là mạnh tranh, mà là dùng lý phân chia. Nàng sau khi nói xong, Triệu Truyền Càn đi theo nói ra ý kiến của mình. Mặt khác phong chủ, trưởng lão cũng sẽ để ý gặp, cuối cùng lại từ Phương Vọng đánh nhịp quyết định. Nói trắng ra là, trưởng môn liền là dùng tới làm quyết định, cũng là dùng đến cõng nồi, khiêng trách nhiệm, sự tình thành công, đó chính là trưởng môn công lao, sự tình thất bại, cũng là trưởng môn khuyết điểm, Phương Vọng cũng là cảm thấy rất công bằng. Dày vò hơn một canh giờ về sau, mọi người mới rời đi. Cửa lớn đóng lại, Phương Vọng thở dài một hơi, tiếp tục luyện công. Tu vi của hắn nhanh muốn đạt tới bình cảnh, rất nhanh liền có thể đột phá. Huyền Dương thần kinh bên trong ghi chép độ hư cảnh đột phá pháp môn. Đến cảnh giới này, đột phá là cần độ kiếp. Rất nhiều đại tu sĩ đều là chết tại độ kiếp bên trong, cho nên vì độ kiếp, sẽ chuẩn bị sách lược vẹn toàn, Phương Vọng thì không lo lắng. Hắn thân thể cường đại rừng nào, lại thêm rất nhiều đại viên mãn tuyệt học, muốn chết cũng khó khăn. Đại tề Hoàng Thành, ở vào sông trong núi chỗ, phương nguyên ngàn dặm chính là bình nguyên chỗ, Hoàng Thành chung quanh núi không cao lắm, nhưng phong cảnh tú lệ. Trong Hoàng Cung, từ cầu mệnh ngồi tĩnh tọa ở Hoàng Điện trên mái hiên, phía dưới đang ở hướng đi Hoàng Điện quần thần dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hắn liền là Huyền Hồng Kiếm Tông từ cầu mệnh. Khí chất này thật là tiên nhân. Nghe nói, hắn là đại tề tu tiên giới số 1 số 2 đại tu sĩ, cũng không biết kiếm thánh Phương Vọng như thế nào phong độ. Từ tiên nhân đã là danh chấn thất triều đại tu sĩ, có hắn tại, tất nhiên không ai có thể tổn thương bệ hạ. Không biết đến tột cùng là chuyện gì mới dẫn tới bệ hạ triệu hắn tới hộ giá. Từ cầu mệnh đã tới đã vài ngày, mỗi ngày vào triều, quần thần đều có thể thấy hắn, kỳ danh đã truyền khắp hoàng thành phố lớn ngõ nhỏ. Phụ thân của Phương Vọng Phương Dần đi trong đám người, cũng nhìn từ cầu mệnh liếc mắt. Đợi quần thần vào điện, từ cầu mệnh từ từ mở mắt, theo hắn thị giác nhìn lại, có thể cúi xem hoàng thành. Mau tới sao? Từ cầu mệnh tự lẩm bẩm, kiếm ý của hắn sinh ra một tơ tâm tình bất an, này biểu thị nguy hiểm sắp đến. Đối thủ càng mạnh, hắn càng không hoảng hốt, ngược lại tràn ngập chờ mong. Từ trụy thiên bí cảnh về sau, kiếm ý của hắn tăng vọt, nhất phi trùng thiên, ngoại trừ mặt đối Phương Vọng, hắn cảm giác mình sẽ không lại thất bại. Đối mặt vị kia tự xưng tiên nhân thần bí tồn tại, hắn đã không kịp chờ đợi phải cùng chiến đấu. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chân trời xuất hiện cuồn cuộn lôi vân, đè nén đến cực điểm. Thái Uyên môn, Thủy Uyên điện. Phương Vọng đứng dậy, đi ra Thủy Uyên điện, tiểu tử thấy này, vội vàng trên lưng thôn hồn hồ lô đi theo. Đi ra đại điện về sau, hắn nhìn chung quanh, cuối cùng quyết định ở phía dưới trống trải quảng trường bên trên độ kiếp. Tuyết lớn đầy trời, thiên địa thương mang, quần phong ẩn vào tuyết vụ bên trong, giống như một tòa ngọn núi thần, thần bí mà uy nghiêm, tuyết trắng mênh mang chồng chất tại quảng trường bên trên, không thấy đá xanh. Hắn đi đến trong sân rộng, bắt đầu tĩnh tọa. Tiểu tử trôi lơ lửng trên không trung, khẩn trương mà mong đợi hỏi, công tử, ngươi muốn bắt đầu độ kiếp rồi. Triệu Chân theo trong hồ lô xuất hiện, một mặt hưng phấn, nói, độ kiếp, đây chính là trong thần thoại mới xuất hiện kiều đoạn, điều này nói rõ chủ nhân đã thoát ly phàm thai. Phương Vọng nhắm mắt lại, nói, không sai, các ngươi đến lúc đó trốn xa một chút, thiên uy hạo đãng, cẩn thận trừ yêu chu quỷ. Hắn lúc này bắt đầu vận chuyển huyền dương thần kinh.
thiên địa linh khí tuôn hướng hắn, tại quanh người hắn hình thành mắt thường có thể thấy gió lốc, dần dần lớn mạnh, cuốn lên tuyết động chung quanh, tựa như bão tuyết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái đi qua 2 canh giờ, linh khí trong thiên địa hội tụ tại quảng trường bên trên, dẫn đến phía trên biển mây kịch liệt cuồn cuộn, tích xúc thiên uy. 9 mạch mỏm núi cùng chủ mạch tu sĩ cấp cao dồn dập xuất quan, theo 4 phương 8 hướng mịt mờ tuyết lớn bên trong chạy đến. Khi bọn hắn nhìn thấy Phương Vọng thân ảnh lúc, tất cả đều sửng sốt. Phương Vọng đang làm cái gì? Chẳng lẽ là tu luyện một loại nào đó pháp thuật? Chẳng lẽ là cửu thiên thương lôi kiếm trận? Không thích hợp, hắn tại hấp thu thiên địa linh khí, loại cảm giác này có điểm giống tố linh, nhưng uy thế càng mạnh. Thái Uyên môn các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, tò mò Phương Vọng đang làm cái gì. Phó trưởng môn Sài Y, truyền thừa trưởng lão Triệu truyền càn, Tham Thụy chân nhân chờ cao tầng cũng tới, thấy Phương Vọng, bọn hắn đồng dạng kinh ngạc. Hắn đây là muốn độ kiếp đột phá. Sài Y nhíu chặt đôi mi thanh tú, gằn từng chữ một. Độ kiếp đột phá. Mọi người sửng sốt, một tên trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đột phá làm gì muốn độ kiếp? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền hối hận, bởi vì hắn ý thức được Phương Vọng là tại đột phá hắn vô pháp hiểu rõ cảnh giới cao. Tham Thụy chân nhân cảm khái nói, ngưng thần cảnh lại hướng lên, thật là tiên mệnh. Nhiều ít tu sĩ, cố gắng cả đời đều không đạt được ngưng thần cảnh, coi như đi đến, cũng rất khó tiến thêm một bước, nhưng Phương Vọng khác biệt, hắn từ bước vào con đường tu tiên lên, tựa hồ không có đụng phải bình cảnh, một đường thông thuận, không ngừng khiêu chiến cực hạn, đánh vỡ thế nhân đối với hắn nhận biết. Chư vị, bày trận đi, tránh cho kiếp nạn này ảnh hưởng đến chính mạch. Triệu truyền càn mở miệng nói, hắn sụ mặt, trước sau như một nghiêm khắc. Nghe vậy, chúng tu sĩ dồn dập tán đi, trở lại các mạch triệu tập thân truyền đệ tử. Không đến thời gian một nén nhang, toàn bộ Thái Uyên môn các đệ tử đều nghe nói Phương Vọng muốn độ kiếp đột phá. Độ kiếp? Từ Thái Uyên môn sáng lập đến nay, còn không có người độ kiếp qua. Càng ngày càng nhiều đệ tử đi ra động phủ, đạp kiếm đến đây quan sát, ở vào trong trời đông giá rét Thái Uyên môn trở nên náo nhiệt. Cùng lúc đó, trên Hoàng Thành không, nơi này mùa cùng Thái Uyên môn khác biệt, nhiệt độ không khí ôn hòa, chẳng qua là lúc này đồng dạng lôi vân cuồn cuộn. Giờ phút này, toàn thành bách tính, quan lại quyền quý đều đang ngước nhìn bầu trời. Có người đứng tại trên đường phố, có người đẩy mở cửa sổ, nhô ra nửa người trên, liền trên tường thành binh sĩ cũng ngửa đầu. Trên bầu trời có 2 bóng người đang đối đầu, một người trong đó chính là Từ Cầu Mệnh. Từ Cầu Mệnh dáng người thẳng tắp, sau lưng lơ lửng một thanh tản ra ánh bạc kiếm ảnh, tựa như kiếm linh, đáng sợ kiếm khí từ trong cơ thể hắn tràn ra, như khí diễm hướng dũng mãnh lao tới, xuyên thủng lôi vân, tầng mây kia cửa hang đường kính vượt qua 10 trượng, giống như thiên phá. Từ Cầu Mệnh kiếm ý như hồng, khí phách hiên ngang, nhưng khí thế của hắn cũng không có áp chế đối thủ. Kiếm y không sai, đáng tiếc, bản mệnh bảo linh phẩm giai kém một chút, xem ra ngươi không phải Phương Vọng. Kẻ nói chuyện là một tên người mặc cũ nát đạo bào lão giả, thân hình hắn gầy gò, xương gò má đột xuất, bạch mi hỗn loạn, hai mắt như hổ mắt, dùng tràn ngập xâm lược tính tầm mắt xem kỹ Từ Cầu Mệnh. Từ Cầu Mệnh mặt không biểu tình, nhưng trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc. Thật là cao thâm khí tức. Từ Cầu Mệnh chưa bao giờ thấy qua dạng này người. Cảm giác đạo bào lão giả giống như sâu không thấy đáy đại dương mênh mông, nhìn không thấu, đoán không ra, chỉ có một loại khó tả tĩnh lặng khí tức phát ra, phảng phất tượng trưng cho tử vong. Tại hạ Huyền Hồng Kiếm Tông Từ Cầu Mệnh, các hạ có dám xưng tên ra? Từ Cầu Mệnh lạnh giọng hỏi. Đạo bào lão giả nhếch miệng cười to, cười đến kiệt ngạo bất tuần, cười đến hung hăng ngang ngược, hắn khinh miệt nhìn xem Từ Cầu Mệnh, nói, danh hào của ta chính là sống ở trong nhân thế chân tiên, ngươi có khả năng xưng ta là Tiêu Dao Tiên. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Dao Tiên đột nhiên đưa tay, trong tay áo đột nhiên bay ra một đầu màu đỏ thắm độc xà, thẳng hướng Từ Cầu Mệnh. Từ Cầu Mệnh ánh mắt ngưng tụ, không lùi mà tiến tới, đối diện thẳng hướng Tiêu Dao Tiên. Trong chốc lát, phía sau hắn kiếm linh đột nhiên tan biến. Một đạo kiếm quang lấp lánh giữa thiên địa, khiến cho toàn thành người nhắm mắt. Oanh! Đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền vang lên, cuồng phong bừa bãi tàn phá giữa thiên địa, từng đạo kiếm khí từ cao không bắn ra, quét ngang chân trời. Từ Cầu Mệnh giết tới Tiêu Dao Tiên trước mặt, hai tay dùng chỉ làm kiếm, từng đạo lăng lệ kiếm khí giết ra, nhưng bị Tiêu Dao Tiên dễ dàng tránh né. Đối mặt Từ Cầu Mệnh kiếm khí, Tiêu Dao Tiên tốc độ cao tránh né, rõ ràng Từ Cầu Mệnh động tác thoạt nhìn càng nhanh, thậm chí để cho người ta mắt trần vô pháp bắt, mà trong hoàng thành tất cả mọi người có thể thấy rõ Tiêu Dao Tiên thân hình. Ha 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 ha, tiểu oa nhi, dám cùng chân tiên giao thủ, sẽ chết đến rất thảm. Tiêu Dao Tiên cản rỡ cười to, đi theo một chỉ điểm ra. Nhanh như tật lôi, trực tiếp điểm tại Từ Cầu Mệnh trên vai phải. Từ Cầu Mệnh sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết, một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng xuyên thủng bờ vai của hắn, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa không bạo âm thanh, thân hình của hắn đột nhiên về sau rơi xuống,
tựa như thiên ngoại sao băng đập xuống, nhập vào trong hoàng cung. Oanh! Một tòa cung điện khổng lồ bị nện đến sụp đổ, bụi đất tung bay mà lên. Tiêu Dao Tiên duy trì dò xét chỉ tư thế, ở trước mặt hắn một vòng kình khí đang khuếch tán, nụ cười của hắn là như vậy không ai bì nổi. Nho nhỏ ngưng thần cảnh, cũng dám ở bản tiên trước mặt lỗ mãng. Tiêu Dao Tiên khinh thường nói, có thể vừa dứt lời, hắn ánh mắt biến. Đại địa hơi hơi rung động, dẫn đến toàn thành người đều có thể cảm nhận được, nhất là trong hoàng cung, run rẩy đến càng thêm kịch liệt, từng khối đá vụn, đoạn mộc bay lên mà lên. Chỉ thấy cái kia cuồn cuộn trong bụi đất chậm rãi bay ra một đạo thân ảnh, chính là Từ Cầu Mệnh. Từ Cầu Mệnh vai phải xuất hiện một cái lớn lỗ máu, nhưng cũng không có nhường thân thể của hắn xương uốn lượn, giờ phút này hắn đã nắm chặt chính mình kiếm linh. Một cỗ khó tả kiếm ý bao phủ toàn bộ hoàng thành, vô luận là tu sĩ, vẫn là giang hồ hào khách, cũng hoặc là tướng sĩ, phàm là có kiếm giả, bọn hắn kiếm đều đang tiếng rung, phảng phất tại cung nghênh kiếm đạo quân chủ buông xuống. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu nắm chặt chuôi kiếm, sợ mình kiếm bay ra ngoài. Tiêu Dao Tiên nheo mắt lại, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nho nhỏ ngưng thần cảnh lại ngộ ra như thế kiếm ý, xem ra tiểu tử ngươi có so siêu việt bảo linh cực hạn kiếm đạo ngộ tính, có thể, quả nhiên là thiên không phụ ta. Từ Cầu Mệnh nhất kiếm chỉ phía xa hướng Tiêu Dao Tiên, hắn giờ phút này tóc tai bù xù, tóc đen tùy ý loạn vũ, càng lộ vẻ bá khí. Thái Uyên Môn, chủ mạch, Phương Vọng vẫn như cũ duy trì tĩnh tọa tư thế, giờ phút này hắn bay lên ở giữa không trung. Trên trời lôi vân đã xuất hiện lôi điện giao minh chi tượng, thiên uy hạo đãng, nhưng thiên địa đè nén. Chủ mạch đã bị một cái to lớn quang trận bao vây, hết thảy Thái Uyên Môn đệ tử đều tại ngoài trận quan sát, có người xúc động, có người sợ hãi, cũng có người đang mong đợi. Phương Vọng bỗng nhiên mở mắt, một đạo tựa như rắn mãng to lớn lôi điện đánh xuống, thế như kinh hồng, vừa muốn bổ chúng hắn liền tản ra. Hộ thể thần cương, chương 125, đột phá độ hư cảnh. Gánh vác đạo thứ nhất thiên lôi về sau, Phương Vọng lộ ra không vừa lòng chi sắc. Liền này, không đau không ngứa. Hắn thậm chí còn không hề động, thậm chí không cần mở lên thiên cương thánh thể tối cường tư thái. Hắn mặc dù không vừa lòng, ngoài trận mặt khác Thái Uyên Môn tu sĩ thì vô cùng lo sợ, vừa rồi cái kia đạo thiên lôi đổi lại bọn hắn đoán chừng đều không kịp phản ứng. Sai Y, Triệu Truyền Càn, Dương Nguyên Tử đám người sắc mặt nghiêm túc, cũng không phải bị độ kiếp hù đến, chẳng qua là sợ hãi Phương Vọng thực lực. Đây là một loại bản năng, không quan hệ thân sơ. Theo đạo thứ nhất thiên lôi hạ xuống, lôi kiếp chính thức bắt đầu, từng đạo lôi điện liên tục đánh xuống, rơi vào Phương Vọng trên thân. Hắn ngồi tĩnh tọa ở giữa không trung, dựa vào hộ thể thần cương ngăn cản thiên lôi, lôi điện rơi ở trên người hắn trực tiếp tan thành mây khói, vô pháp dung chuyển thân hình của hắn, đánh xuống lôi điện càng ngày càng nhiều, thanh thế càng là không ngừng tăng lên, quanh quẩn tại Thái Uyên Môn bên trong, đinh tai nhức óc, ngoài trận đệ tử bắt đầu kinh nghị. Nhưng bọn hắn người lại nhiều, thanh âm cũng không cách nào che giấu tiếng sấm. Tiểu tử đồng dạng tại trận pháp bên ngoài, nó thấy cảm xúc sụp sôi. Nếu như có một ngày, nó muốn hóa long, cũng phải độ dạng này kiếp, nhường thiên địa tuyên cáo nó thuế biến. Độ kiếp kéo dài, trọn vẹn thời gian một nén nhang về sau, thiên uy nghênh đón một cái khác giai đoạn, lập trận các tu sĩ vẻ mặt trắng bệch, bọn hắn cảm giác trận pháp lúc nào cũng có thể phá vỡ. Trong trận tuyết trắng mênh mang sớm đã hòa tan, cùng ngoài trận giống như hai cái mùa. Ngoài trận tuyết bay giảm xuống tốc độ không lớn bằng lúc trước, thậm chí liền tuyết vụ đều trở nên mỏng manh. Càng ngày càng nhiều đệ tử chạy đến, quan sát Phương Vọng độ kiếp, hôm nay một màn này đem thật sâu khắc vào trong lòng bọn họ, cả đời khó quên. Từ nay về sau, độ kiếp sắp thành vì Thái Uyên Môn đệ tử cân nhắc đại tu sĩ một cái tiêu chuẩn. Mà tiêu chuẩn này, sẽ theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng cao. Phương Vọng đắm chìm ở luyện công bên trong, huyền dương thần kinh đạo pháp ở trong đầu hắn xem. Độ hư cảnh là thối luyện nguyên thần cảnh giới. Đi đến độ hư cảnh, ngoại trừ tu vi tăng vọt bên ngoài, nguyên thần cũng có thể ra khỏi vỏ, tu sĩ mặc dù chết thân thể, còn có nguyên thần có thể sống. Phải biết tại độ hư cảnh phía dưới, tuyệt đại đa số tu sĩ đều không có ngăn chế nguyên thần chạy trốn thủ đoạn, Phương Vọng là ngoại tộc, ngưng thần cảnh bên trong có thể so sánh hắn người sao mà ít. Nguyên thần xuất khiếu, còn có thể nhìn trộm du đãng ở nhân gian âm vật, cái gọi là âm vật cũng không chỉ là quỷ hồn. Tà túy, còn có rất nhiều xem không được, thứ thuộc về âm phủ. Theo lôi kiếp càng ngày càng mạnh, ở vào cảm ngộ trạng thái Phương Vọng vô ý thức mở ra thiên cương thánh thể, một cổ bá đạo khí thế xông lên trời, lại lệnh trên trời lôi vân xua tan, Thái Uyên Môn đại trận kịch liệt gợn sóng, lúc nào cũng có thể phá tán. Mau tới người. Một tên trưởng lão đỏ mặt phẫn nộ quát, phần gáy của hắn nổi gân xanh, sao mà dữ tợn, không chỉ là hắn, các mạch phong chủ dồn dập kêu gào riêng phần mình mạch phong đệ tử vào trận. Chỉ cần đem linh lực rót vào trong cơ thể của bọn họ là đủ. Không đến năm hơi thời gian, có tới vượt qua vạn tên đệ tử gia nhập bảy trận, khiến cho trận pháp màn sáng rất nhanh liền vững chắc xuống.
hết thảy vào trận người đều là có thể cảm nhận được trong trận khí thế đáng sợ, bọn hắn sắc mặt kịch biến, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đại sư huynh đến tột cùng là gì cảnh giới? Khí thế kia quá nghịch thiên a. Chẳng qua là khí thế liền giống như này cảm giác áp bách, khó có thể tưởng tượng như là trở thành Phương sư huynh đối thủ có nhiều đáng sợ. Tại sao không gọi Phương trưởng môn a? Ta thiên, ta đứng phía sau cùng đều cảm giác muốn không gánh được. Người tới đây mau, chút người này căn bản chưa đủ. Theo từng người đệ tử kinh hô, càng ngày càng nhiều đệ tử gia nhập trận pháp, chợt nhìn, phảng phất Thái Uyên môn tại bày trận trấn áp Phương Vọng. Phương Vọng hai tay biến ảo vận công chiêu thức, dần dần, hắn não sau khi ngưng tụ ra từng khỏa hỏa cầu, đó là huyền dương chân hỏa biến thành, hắn bên ngoài thân thì tiêu tán ra từng sợi nóng rực màu trắng khí diễm, nhưng cả người hắn thoạt nhìn phảng phất tùy thời muốn vũ hóa thành tiên. Phương Vọng đã tiến vào trạng thái vong ngã, hắn biết lôi kiếp đối với hắn đã không tạo được uy hiếp, hiện tại hắn chỉ cần phải chuyên tâm tu luyện nguyên thần của mình. Đợi nguyên thần xuất khiếu một khắc này, hắn mới tính đột phá thành công. Đại Tề Hoàng Thành, ngày xưa phồn hoa thành chỉ khói lửa tràn ngập, một tòa tòa lầu các sụp đổ, bụi đất cuồn cuộn, hài đồng, nữ nhân tiếng khóc, nam nhân tiếng gọi ầm ĩ quanh quẩn tại các ngõ ngách. Đại lượng binh sĩ đang ở thành bên trong tiến hành cứu viện, cũng có rất nhiều không có có người bị thương nhìn lên bầu trời, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, vẻ sợ hãi. Trên trời lôi vân bị xé thành vô số mảnh vỡ, mơ hồ rõ ràng kiếm khí xẹt qua dấu vết, trong hoàng cung càng là có một đầu từ nam tường đến bắc tường đáng sợ vết kiếm. Khó có thể tưởng tượng lúc trước phát sinh như thế nào kinh khủng chiến đấu. Trên bầu trời, Tiêu Dao tiên tay phải bóp lấy Từ Cầu Mệnh cổ, hắn mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn nụ cười, mà Từ Cầu Mệnh dưới hai tay rủ xuống, áo bào tổn hại, máu me khắp người, hai cái chân nhọn còn đang rỉ máu. Từ Cầu Mệnh sắp mất đi ý thức, nhưng hắn vẫn là chật vật nâng tay phải lên, dùng hai ngón điểm hướng Tiêu Dao tiên lồng ngực, phảng phất tại dùng kiếm đâm Tiêu Dao tiên. Kiếm đạo của ngươi ngộ tính rất không tệ, có tư cách trở thành tế phẩm, nhờ ngươi sống lâu mấy ngày. Tiêu Dao tiên cười lạnh nói, hắn đi theo xem hướng phía dưới, đột nhiên biến mất giữa không trung. Không đến 10 hơi thời gian, hắn một lần nữa bay đến không trung. Giờ phút này tay trái của hắn còn cầm một người khác, chính là Triệu Khải, mà Triệu Khải đã bất tỉnh đi. Nói cho Thái Uyên môn Phương Vọng, bản tiên tại Bắc Cảnh Thiên Đỉnh Sơn chờ hắn. Hắn chỉ có thời gian một năm sau hắn nếu là không đến, không chỉ có là thất triều thiên tử hội chết, bản tiên sẽ còn tàn sát Đại Tề, khi đó định nhường mảnh giang sơn này máu chảy thành sông. Phục thi trăm vạn. Tiêu Dao tiên thanh âm quanh quẩn tại trên hoàng thành không, hắn đi theo dẫn theo Triệu Khải, Từ Cầu Mệnh hướng phương bắc bay đi. Hoàng thành một chỗ trong phủ đệ, người Phương gia tụ tập ở này, một tên thiếu niên nhìn về phía Phương Mãnh, khẩn trương hỏi, "Gia gia, ta ca sẽ đi ứng chiến sao?" Hắn là Phương Vọng thân đệ đệ, Phương Tầm. Phương Mãnh vẻ mặt âm trầm, trầm giọng nói, "Hắn sẽ đi, mà lại hắn sẽ còn chính tay đâm cái kia tặc nhân." Bốn phương tám hướng truyền đến tiếng kêu rên. Biểu thị này trường kiếp nạn có nhiều đáng sợ, phương phủ có rất nhiều tu sĩ, dựa vào trận pháp bảo vệ toàn bộ phương phủ, có thể những cái kia bách tính cũng chỉ có thể gặp nạn. Thân là khai triều quốc công Phương Mãnh tự nhiên đau lòng nhức óc, nhưng hắn chỉ là phàm nhân, mặc dù cũng tại tu tiên, nhưng đối mặt Tiêu Dao tiên, bất lực, hắn thậm chí ngay cả trời cao bản sự đều không có. Phương phủ những người khác tất cả đều lâm vào trong trầm mặc, không khí ngột ngạt. Trong lòng bọn họ đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Phương Vọng đối mặt vừa rồi Tiêu Dao tiên, thật có phần thắng sao? Kiến thức đến Tiêu Dao tiên bản lĩnh, bọn hắn trong đáy lòng thật cảm thấy Tiêu Dao tiên chính là tiên nhân, chẳng qua là cái này tiên nhân cùng trong thần thoại tiên nhân khác biệt, là như vậy tà ác, tàn nhẫn. Thái Uyên môn, lôi vân chậm rãi tiêu tán. Bao vây chủ mạch trận pháp màn sáng chậm rãi tán đi, mấy vạn tu sĩ lơ lửng giữa không trung, càng có tu vi yếu đệ tử đã rơi vào từng cái mạch trên đỉnh, một bên vận công. Một bên thở, ánh mắt của bọn hắn cũng nhịn không được nhìn về phía chủ phong. Phương Vọng ngồi tĩnh tọa ở chủ mạch phía trên, hết thảy mỏm núi đỉnh núi đều cao, trên người hắn kim lân bạch vũ y tung bay theo gió, từng đầu màu vàng kim long khí vờn quanh quanh thân, lại phối hợp hắn sau đầu một vòng hỏa cầu, tựa như chân tiên hạ phàm. Vô luận là Thái Uyên môn cao tầng, vẫn là đệ tử, tất cả đều lòng còn sợ hãi. Làm Phương Vọng độ kiếp đi vào thời điểm mấu chốt nhất, cái kia thiên uy cực kỳ đáng sợ. Khiến Thái Uyên môn trọn vẹn điều động 10 vạn trở lên đệ tử cung cấp linh lực, mới miễn cưỡng bảo trì trận pháp không phá. Nếu như lôi kiếp lại kéo dài một quãng thời gian, bọn hắn rất có thể không kiên trì nổi, thậm chí liền Thái Uyên môn cũng sẽ bị san thành bình địa. Cái kia thiên uy thật sự là thật đáng sợ, để bọn hắn thật có loại cùng lão thiên gia đối kháng cảm giác, nhất làm bọn hắn rung động là Phương Vọng biểu hiện. Từ đầu đến cuối, Phương Vọng đều không có thụ thương, tóc của hắn đều không có ngổn ngang, phảng phất độ kiếp không phải hắn. Các đệ tử nhìn về phía Phương Vọng ánh mắt tràn ngập sùng bái, cao tầng nhìn về phía Phương Vọng ánh mắt tràn ngập kỳ vọng.
bọn họ cũng đều biết theo lần này độ kiếp kết thúc, Thái Uyên Môn sắp thành vì đại tề mạnh nhất giáo phái, không có cái thứ hai. Liền là cái kia cao thâm mặt chắc Kim Tiêu giáo, cũng không thể nào là Phương Vọng đối thủ. Liền phó trưởng môn Xài Y cũng là nghĩ như vậy. Nàng xa xa nhìn Phương Vọng, trong lòng không ngừng cầm Phương Vọng cùng Ma Quân tương đối. Nàng đột nhiên đối Ma Quân không có có lòng tin. Kẻ này thật sự là quá mạnh. Xài Y nhớ tới chính mình cùng Phương Vọng lần đầu gặp gỡ, phảng phất giống như cách một thế hệ, lúc này mới bao nhiêu năm, Phương Vọng vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Giờ phút này, Phương Vọng đang ở cúi xem toàn bộ Thái Uyên Môn, chỉ bất quá hắn không phải lấy mắt thường đi xem, mà là dùng nguyên thần trạng thái. Hắn đứng ở trên không bên trong, thậm chí có thể xem đến phía dưới nhục thân của mình. Một loại trước nay chưa có cảm giác kỳ diệu xông lên trong lòng của hắn, giờ khắc này, hắn có loại thu hoạch được tự do cảm giác, phảng phất thân thể là xiềng xích. Nhưng hắn rất nhanh trấn áp ý nghĩ thế này, hắn không chỉ muốn tu luyện hồn phách, còn muốn tu luyện thân thể, hồn thể tề tu, mới có thể chân chính hướng đi tiên đạo. Phương Vọng thấy Thái Uyên Môn bên trong dù đãng rất nhiều hồn phách, có người hồn phách, có yêu hồn phách, những hồn phách này không phải quỷ hồn, là ngưng thần cảnh tu sĩ đều nhìn không thấy hồn thể, bọn hắn nhìn như còn ở nhân gian, trên thực tế đã rơi vào âm phủ, chẳng qua là hiện ra tại dương gian. Âm dương tương cách, Phương Vọng nhìn thấy chủ mạch giữa sườn núi có một hồn phách nhìn hắn. Nghiễm Cầu Tiên. Nghiễm Cầu Tiên đứng tại chính mình trước mộ phần, vuốt râu mỉm cười, nhìn Phương Vọng tầm mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Phương Vọng thấy hắn, trong lòng đột nhiên có loại tiêu tan cảm giác, đến mức thả bụng mang cái gì, liền hắn đều nói không rõ ràng. Sau đó, Phương Vọng một lần nữa trở lại thân thể bên trong, nguyên thần quy vị, hắn đi theo trưởng khống thân thể, có loại cảm giác thật, khiến cho hắn không hiểu thở dài một hơi. Nguyên thần xuất khiếu trạng thái mặc dù tự do, nhưng quá mức bồng bềnh, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị không biết lực lượng túm đi. Phương Vọng đứng dậy, hướng phía Thủy Uyên Điện bay đi, cấp tốc vào điện. Tất cả mọi người không được đến gần Thủy Uyên Điện, không nên quấy rầy trưởng môn củng cố tu vi. Triệu Truyền Càn thanh âm uy nghiêm vang vọng Thái Uyên Môn, đánh vỡ yên lặng, khiến cho Thái Uyên Môn lâm vào náo động bên trong. Tất cả mọi người đang thán phục lúc trước độ kiếp. Trở lại Thủy Uyên Điện bên trong, Phương Vọng bắt đầu tĩnh tọa vận công, hòa giải linh lực. Hắn triệt để bước vào độ hư cảnh. Linh lực cũng tại thuế biến. Khí tức của hắn không ngừng tăng vọt, khiến cho Thủy Uyên Điện rung động. Tiểu tử thận trọng vào điện, Triệu Chân đi theo thôn hồn hồ lô bên trong bay ra. Hắn nhẹ giọng cảm khái nói, khí thế như vậy, người nào thành là chủ nhân kẻ địch, đều là bi ai. Hắn thậm chí cảm thấy đến Phương Vọng đã thiên hạ vô địch. Có lẽ tu vi cũng không phải nhân gian đỉnh điểm, nhưng này cỗ quân lâm thiên hạ, không ai bì nổi khí thế tuyệt đối là nhân gian đệ nhất nhân. Chương 126, thứ 5 kiện bản mệnh bảo linh. Phương Vọng nghe được Triệu Chân, nhưng hắn thờ ơ, thiên hạ này lớn biết bao, người có đại khí vận làm sao hắn nhiều, huống chi còn có thượng giới tồn tại, cho nên hắn thấy, độ hư cảnh còn không coi là cái gì. Hắn chuyên tâm củng cố tu vi. Huyền Dương Thần Kinh ghi chép các tầng cảnh giới đột phá chi pháp, chỉ là không có xác định cảnh giới tên. Phương Vọng phỏng đoán khả năng này pháp truyền thừa xa xưa, cùng hiện thời thời đại tách rời, nhưng từ phía sau đột phá chi pháp đến xem, hắn cách tu luyện tới điểm cuối cùng còn rất xa. Mà lại Huyền Dương Thần Kinh điểm cuối cùng có hay không vì nhân gian điểm cuối cùng, cũng còn không xác định. Cứ như vậy, ngày ngày đi qua. Trọn vẹn đã qua một tháng thời gian, Phương Vọng mới vừa củng cố xong tu vi. Hắn xuất ra chính mình đại đệ tử lệnh bài, gọi đến Thái Uyên Môn các cao tầng. Mấy ngày trước đây thường xuyên có người tới Thủy Uyên Điện trước bồi hồi, nhưng lại từ bỏ quấy rầy hắn. Cái này khiến ý thức hắn đến các cao tầng có chuyện tìm hắn. Tất cả mọi người lần lượt đi vào Thủy Uyên Điện bên trong, dồn dập hướng Phương Vọng hành lễ. Triệu Khải bị bắt, Từ Cầu mệnh thảm bại tại Tiêu Giao Tiên tay, đồng dạng bị bắt, sinh tử chưa biết. Tiêu Giao Tiên buông lời, hạ ngươi tại trong vòng một năm đi tới Bắc Cảnh Thiên Đỉnh Sơn tìm hắn. Bằng không hắn muốn tàn sát đại tề Giang Sơn. Triệu Truyền Càn tốc độ cao nói ra, ngữ khí trầm trọng. Tiêu Giao Tiên, tốt chứa danh hiệu. Phương Vọng hỏi, hắn vì sao không trực tiếp tìm ta? Triệu Truyền Càn lắc đầu, Xài Y nói tiếp, ta đã cùng với những cái khác giáo phái trao đổi qua, chuẩn bị hợp lại đi tới Thiên Đỉnh Sơn, vây quét Tiêu Giao Lão Ma. Tiêu Giao Lão Ma, thật biết đặt tên. Phương Vọng kém chút cười, nhưng hắn nhịn được. Dương Nguyên Tử cau mày nói, rất rõ ràng. Tiêu Giao Tiên tại tính toán cái gì, này thời gian một năm nhìn như cuồng vọng, khả năng hắn cũng là tại chu bị cái gì. Theo ta được biết, Thiên Đỉnh Sơn chính là thất triều bên trong cao nhất núi, là tiếp cận nhất thiên địa phương, nơi đó vô cùng lạnh lẽo, lựa chọn chỗ như vậy, tuyệt không phải nhất thời lên hưng. Mặt khác phong chủ, trưởng lão dồn dập bắt đầu suy đoán. Chẳng lẽ là đang chuẩn bị trận pháp? Có khả năng, cái kia trận pháp cùng Hàn Băng có quan hệ. Nếu như Phương Vọng không đi, kế sách của hắn há không thất bại. Dù sao chúng ta trưởng môn đã là đại tề đệ nhất tu sĩ,
lại người mang Thiên Nguyên Bảo Linh, há có thể sợ chiến. Hắn liền là đoan chắc điểm này. Không có việc gì, này thời gian một năm, hắn có thể chuẩn bị, chúng ta liền không thể. Nghe bọn hắn thảo luận, Phương Vọng thì tại nghĩ kiếp trước Tiêu Giao Tiên là như thế nào nhằm vào Cơ Như Thiên. Cơ Như Thiên cùng Đại Tề không có quan hệ, Tiêu Giao Tiên đương nhiên sẽ không lên mặt cùng đến uy hiếp. Nhưng vì sao kiếp trước Tiêu Giao Tiên đồng dạng chóc nã Thất Triều Thiên Tử? Thiên Tử. Phương Vọng luôn cảm thấy Thiên Tử, Thiên Nguyên Bảo Linh đối với Tiêu Giao Tiên mà nói, có đặc thù nào đó ý nghĩa. Nếu hắn nói một năm, vậy trước tiên chờ nửa năm đi, vừa vặn để cho các ngươi điều tra một phiên. Hắn dám tự xưng Tiêu Giao Tiên, nói rõ hắn hết sức tự đại, nhất định tại mặt khác hướng có lưu qua sự tích. Phương Vọng mở miệng nói, mặc dù hắn không sợ Tiêu Giao Tiên, nhưng hắn cũng muốn chờ một chút, trước tạo nên bản mệnh Bảo Linh lại nói. Các vị cấp cao không có ý kiến, sau đó bọn hắn lại trò chuyện một chút giáo vụ, Thái Uyên môn đệ tử vượt qua 20 vạn số lượng, vượt qua một nửa người đều khắp nơi bên ngoài, còn có một bộ phận thời gian dài định trụ tại các đầu linh mạch phụ cận, hoặc là trông giữ Thái Uyên môn thiên tài địa bảo linh khu. Mọi chuyện cần thiết đều sẽ hội tụ đến chủ mạch tới. Lại là một canh giờ trôi qua. Phương Vọng đưa tiễn bọn hắn về sau, trực tiếp xuất ra đại đệ tử lệnh bài, dùng thần thức truyền âm cho Chu Tuyết, mau trở lại đến đỡ mới trưởng môn, ta đã không chống nổi. Một bên khác, một tòa tàn phá trong cung điện, Chu Tuyết nằm tựa ở trên ghế dài, một cái tay chống đỡ đầu, một cái tay cầm lấy Thái Uyên môn đệ tử lệnh bài, nàng ăn mặc đen đỏ giao nhau áo dài, tóc dài chảy trang nghiêm, trang dung diễm lệ, đã có vũ mị. Lại lộ ra uy nghiêm. Nghe đệ tử lệnh bài bên trong truyền ra lời, Chu Tuyết khóe miệng cong lên, sau đó lệnh bài trong tay đột nhiên biến mất, nàng trên tay phải một chiếc nhẫn đi theo sáng lên một cái. Chu Tuyết nhắm mắt lại, bắt đầu chợp mắt, chẳng qua là tay phải của nàng đang dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ chân của mình. Qua một hồi lâu, một tên nữ tử áo đen bước nhanh đi vào trong điện, nửa quỳ ở trước mặt nàng, trầm giọng nói, đã toàn bộ giết sạch, không một người sống. Chu Tuyết vươn mình mà lên, đứng dậy, vỗ vỗ nữ tử áo đen bả vai, liền hướng đi ra ngoài điện, nữ tử áo đen liền vội vàng đứng lên, cùng ở sau lưng nàng. Bắc cảnh, Thiên đỉnh sơn. Vạn dặm băng sơn, liên miên chập trùng, nơi này bầu trời là tối tăm, lạnh lẽo phong tuyết tùy ý thổi mạnh, những cái kia gập ghềnh mỏm núi uyển, như một thanh thanh lợi kiếm dựng thẳng tại trong thiên địa, sắc bén đến cực điểm. Quần phong ở giữa có một chỗ sườn đồi, thật giống như bị lưỡi kiếm săn bằng. Tại sườn đồi phía trên đắp lên lấy một tòa hình tròn bệ đá, thạch chung quanh đài có 8 cái lồng sắt bên trên dán vào rất nhiều lá bùa. Từ cầu mệnh, Triệu Khải liền ở trong đó, Huyền Hồng Kiếm Tông Thiên Chi Kiêu Tử, Đại Tề Chân Long Thiên Tử giờ phút này đều là tù nhân, hình ảnh chật vật. Mặt khác Vương Triều Thiên Tử cũng không sai biệt nhiều, đều thân phụ thương thế, rõ ràng bị tra tấn qua. Từ cầu mệnh đang tĩnh tọa luyện công, chẳng qua là lông mày của hắn khóa chặt. Từ cầu mệnh, ngươi nói hắn đến cùng đang làm gì? Triệu Khải thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, nghe được Từ Cầu Mệnh mở mắt, nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy sườn đồi bên báo. Cạnh một tòa trên đỉnh nhọn, Tiêu Giao Tiên đang duy trì một cái quỷ dị tư thế, còn như là chó sói, ngồi xổm ở đỉnh núi, một cái tay kề sát ở trên vách núi đá, một cái tay khác thành chảo, cùng đầu cùng nhau hướng hắc ám bầu trời. Hắn không phải là yêu quái a? Đại Ngụy Thiên Tử không nhịn được nói thầm, ngữ khí khó nén kinh khủng. Tại bệ đá một bên khác Đại Sở Thiên Tử khẽ nói. Hắn đúng là tại hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, người tu yêu đạo, thật sự là ly kinh bạn đạo. Bắc cảnh thiên tử dầu dĩ nói, tại đây vùng đất nghèo nàn, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Trẫm lo lắng hắn làm thương thiên hại lý sự tình. Các triều thiên tử dồn dập phát biểu, thanh âm của bọn hắn không coi là nhỏ, sợ bị phong tuyết che đậy, nhưng dù cho như thế, cũng không có quấy nhiễu đến Tiêu Giao Tiên. Từ cầu mệnh nhìn Tiêu Giao Tiên, chết lặng trong ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Từ khi Si Ma Tông một trận chiến về sau, hắn tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không lại bại, coi như thua, cũng chỉ có thể bại bởi Phương Vọng, thật không nghĩ đến hiện thực cho hắn trầm trọng giáo huấn. Chẳng lẽ ta thật rất bình thường? Ta cũng không phải là cái kia sinh ra không phàm nhân. Phụ thân, ta thật sự có thiên mệnh sao? Từ cầu mệnh nghĩ như vậy, hai tay không khỏi nắm chắc thành quyền. Hắn đột nhiên nghĩ đến Phương Vọng. Cũng không biết Phương Vọng là như thế nào đối mặt thất bại. Không đúng, hắn thất bại qua sao? Phương Vọng độ kiếp tin tức tại Đại Tề tu tiên giới lan truyền nhanh chóng, độ hư cảnh ba chữ càng là lần đầu tiên cường thế xâm nhập Đại Tề, tu sĩ trong nhận thức biết. Đại Tề đệ nhất tu sĩ tên tuổi triệt để rơi vào Phương Vọng trên đầu. Mà tại Thái Uyên môn bên trong lại phát sinh một kiện đại sự, cái kia chính là từ Phương Vọng độ kiếp sau khi thành công, không đến 2 tháng, chủ mạch lần nữa bùng nổ một cỗ khí thế khủng bố, không người biết được Phương Vọng đang làm cái gì, nhưng này dạng khí thế lệnh Thái Uyên môn trên dưới đối giáo phái tương lai càng có lòng tin. Thủy Uyên Điện bên trong, Phương Vọng trong tay vuốt vuốt một khối viền vàng ngọc tỷ thân ngăn nắp, phía trên là 4 đầu kỳ lân triển đấu pho tượng,
này tỷ không tính quá lớn, một cái tay có thể nâng. Tiểu tử lại gần, quan sát tỉ mỉ, Triệu Chân lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía viền vàng ngọc tỷ tầm mắt tràn ngập tò mò. Này tỷ tên gọi là gì? Tiểu tử tò mò hỏi. Phương Vọng cười nói, Lục Hợp Bát Hoang tỷ. Tiểu tử hoang mang, Lục Hợp Bát Hoang. Lục Hợp Bát Hoang rất lớn, ta này mặt tỷ cũng có thể che rất lớn không gian. Phương Vọng ý vị thâm trường nói, hắn càng xem Lục Hợp Bát Hoang tỷ càng thích, này tỷ chính là hắn thứ 5 kiện bản mệnh bảo linh. Triệu Chân đi theo hỏi, chủ nhân, bảo vật này có gì uy năng? Phương Vọng khiêu mi, nói, chờ đối phó Tiêu Giao Tiên thời điểm, các ngươi liền có thể thấy. Nghe vậy, Triệu Chân lộ ra nụ cười, nói, vậy ta phải sớm cho Tiêu Giao Tiên mặc niệm, hắn có thể muốn tao ngộ trên đời thảm nhất trấn áp. Phương Vọng xoay tay phải lại, Lục Hợp Bát Hoang tỷ biến mất trong tay. Chợt, hắn đứng dậy, chuẩn bị ra đi vòng vòng. Vào ngày hôm nay nhà tại Thái Uyên môn tử đệ đã qua 30 số lượng, có chút tử đệ đã là Phương Vọng con cháu bối phận, bất quá Phương Vọng không sẽ đi tìm bọn hắn, hắn sẽ chỉ tìm ban đầu bái nhập Thái Uyên môn 7 vị tử đệ. Phương Hàn Vũ, Phương Tử Canh, Phương Tử Tình, Phương Mạc, Phương Hinh, Phương Thần, Phương Lâm. Trong 7 người này, Phương Hàn Vũ lẫn vào tốt nhất, tu vi cao nhất, thứ hai chính là Phương Tử Canh. 5 người khác mặc dù bình thường, nhưng dựa vào Phương Vọng, 3 người uy vọng toàn đều đã tăng lên tới cầm kiếm đệ tử cấp bậc bên trên, mặc dù về sau tại tu hành khó có tương đối cao cảnh giới, ít nhất cũng có thể trợ giúp Phương gia. Lần này ngược lại để Phương Vọng thật cao hứng, các tộc nhân đối mặt hắn không nữa như vậy co quắp. Sở dĩ không co quắp, chủ yếu là các tộc nhân đối với hắn tràn ngập tò mò. Đều là người cùng thế hệ, bọn hắn rất tò mò Phương Vọng hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu, trong mắt của hắn thế giới như thế nào. Hắn là không chuẩn bị kỹ càng đi tiếp thu Tiêu Giao Tiên khiêu chiến. Sau 3 tháng, Chu Tuyết cuối cùng trở về, mà Phương Vọng vẫn như cũ đợi tại Thủy Uyên Điện bên trong, không vội mà hành động, đây cũng là Thái Uyên môn các cao tầng ý tứ, bọn hắn nghĩ trước điều tra một phiên. Thủy Uyên Điện bên trong, Chu Tuyết đứng tại trên điện, đánh giá Phương Vọng, cười nói, rất có trưởng môn khí phái, bằng không ngươi vẫn ngồi xuống đi. Phương Vọng trợn trắng mắt, nói, ta cũng không muốn, ngươi tranh thủ thời gian tìm người thay ta. Chu Tuyết cười cười, nói sang chuyện khác nói ra, cái kia Tiêu Giao Tiên hẳn là kim thân cảnh tu vi, chuẩn bị kỹ càng đối mặt hắn sao? Kim thân cảnh? Độ hư cảnh phía trên chính là kim thân cảnh, ta điều tra qua, Tiêu Giao Tiên chính là Thiết Thiên Thánh Giáo phản đồ, đổi tên đổi họ, tự xưng Tiêu Giao Tiên, hắn hẳn là mong muốn tế thiên đổi mệnh, đến thiên tử long khí cùng với người thiên nguyên bảo linh, tạo nên siêu việt thiên nguyên bảo linh, sở dĩ muốn một năm, đoán chừng là tại lập khốn long đổi thiên trận. Đó là Thiết Thiên Thánh Giáo Tam Đại Thánh Trận. Chu Tuyết nói những tin tình báo này lúc, trên mặt mang nụ cười như có như không. Phương Vọng khiêu mi hỏi, ngươi sẽ này trận? Chu Tuyết cười không nói. Phương Vọng khẽ nói, nghĩ đoạt ta mệnh, si tâm vọng tưởng, ta sẽ để cho hắn hối hận. Chu Tuyết cười nói, việc này đã truyền khắp thất triều thiên hạ, đã có tu sĩ đi tới Thiên Đỉnh Sơn, đã như vậy, ta liền không bồi ngươi, đến lúc đó ngươi một mình đối mặt với ngươi kiếp, hướng về thiên hạ nhân chứng sáng ngươi thiên mệnh mạnh bao nhiêu. Phương Vọng nhìn về phía nàng, bình tĩnh nói, ta sẽ dẫn theo đầu của hắn, treo ở Đại Tề Hoàng Thành trên cửa thành, dùng cái này cảnh cáo thiên hạ các triều các giáo. Chương 127, Trường Sinh Các, 72 binh quân. Cùng Chu Tuyết hàn huyên sau nửa canh giờ, Phương Vọng liền dẫn tiểu tử chuyển về thứ 3 mạch động phủ, đem Thủy Uyên Điện nhường cho Chu Tuyết. Trở lại động phủ về sau, Phương Vọng xuất ra trước đó kiếm thánh truyền lại hoàng tự kiếm quân lệnh, hắn đem thần thức dò vào trong đó, gặp được trở ngại lực lượng lúc, hắn thô bạo xông phá. Đi đến độ hư cảnh hắn thần thức vượt xa lúc trước, cũng có thể cởi ra hoàng tự kiếm quân lệnh bí mật. Dựa theo kiếm thánh nói, khi hắn siêu việt ngưng thần cảnh về sau, là có thể luyện hóa này lệnh sẽ chỉ dẫn hắn đi tới hải ngoại, kế thừa kiếm thánh chân chính truyền thừa. Rất nhanh, thần thức của hắn tiếp xúc đến hoàng tự kiếm quân lệnh cấm chế, hắn đem linh lực của mình thăm dò vào trong đó, theo thần thức luyện hóa cấm chế. Hoàng tự kiếm quân lệnh so Thái Uyên môn đệ tử lệnh bài cao không ít cấp bậc, mặc dù không so được Long Ngọc giới, nhưng cảm giác so tuyệt phẩm pháp khí cao cấp hơn. Trọn vẹn dùng 3 canh giờ, Phương Vọng Phương mới đem luyện hóa, nhường hoàng tự kiếm quân lệnh thành công nhận hắn làm chủ. Luyện hóa thành công trong nháy mắt, đại lượng trí nhớ tràn vào Phương Vọng trong đầu. Trường Sinh Các, 12 các chủ, 24 chân nhân, 72 binh quân, Trường Sinh Thân Sứ. Đây là do cao vãng thấp địa vị phân chia, trong đó mỗi một vị giai lại phân làm thiên địa huyền hoàng tứ giai, Phương Vọng hoàng tự kiếm quân lệnh thuộc về 72 binh quân bên trong thấp nhất một ngăn. Nhưng dù cho như thế, 72 binh quân cũng là Trường Sinh Các người cầm quyền, được hưởng quyền lực cực lớn cùng đãi ngộ. Cỗ này trong trí nhớ còn ghi lại Trường Sinh Các phụ thuộc giáo phái, vậy mà nhiều đến trên 100 số lượng, Đại Sở Hạo Khí Tông vậy mà cũng là Trường Sinh Các phụ thuộc giáo phái một trong.
Đừng nói 72 binh quân, cho dù là càng cấp thấp hơn Trường Sinh, thân sứ là có thể hiệu lệnh phụ thuộc giáo phái vì chính mình làm việc. Trường Sinh các nội địa vị xâm nghiêm, đề vị người không thể phạm thượng, dù cho là bị oan khuất, cũng phải hướng Trường Sinh các truyền đạt oan khuất. Nếu là tự tiện hành động, đem gặp Trường Sinh các truy sát. Còn có một quy củ cực kỳ đặc thù, như là Trường Sinh các cấp độ quyền lực lệnh bị những người khác đoạt được, đồng thời luyện hóa, người kia đem có khả năng trực tiếp gia nhập Trường Sinh các, Trường Sinh các chỉ nhận lệnh, không nhận người. Tiếp nhận cỗ này khổng lồ trí nhớ về sau, Phương Vọng đem thần thức lần nữa thăm dò vào Hoàng Tự Kiếm quân lệnh, ngay sau đó hắn thấy được cùng loại Thái Uyên, môn đại đệ tử lệnh bài bên trong hư ảo địa đồ, Hoàng Tự Kiếm quân lệnh bên trong địa đồ xa so, với đại đệ tử lệnh bài địa đồ lớn hơn. Phương Vọng thần thức nâng lên, có thể cúi xem toàn bộ đại lục. Trên cao nhìn xuống nhìn lại, mới biết Đại Tề vì sao được xưng là man di chỗ. Đại Tề đối với toàn bộ đại lục mà nói hoàn toàn liền là nơi chật hẹp nhỏ bé. Phải biết Đại Tề đã so Phương Vọng kiếp trước chỗ Hòa Hạ lớn, rõ ràng này mảnh trên phiến đại lục này có nhiều khoa trương. Chờ Phương Vọng thần thức lần nữa cất cao, nhìn về phía Hải Dương lúc, trên phiến đại lục này trở nên nhỏ bé. Hắn thấy được rất nhiều điểm sáng màu xanh lục, lực chú ý chỉ cần tập trung một cái điểm màu lục, liền có thể tự động đọc đến bọn hắn tin tức. Tất cả đều là Trường Sinh các phụ thuộc thế lực, cứ điểm, lít nha lít nhít, trải rộng Hải Dương các nơi, phạm vi rộng, vượt xa Đại Tề chỗ đại lục. Chỉ là nhìn địa đồ, Phương Vọng liền có thể cảm nhận được Trường Sinh các mạnh mẽ, đây tuyệt đối là tu tiên giới quái vật khổng lồ. Tại địa đồ bên trong, Phương Vọng còn chứng kiến đại lục khác, lớn nhỏ không đều, nhưng Đại Tề chỗ đại lục tuyệt không phải lớn nhất, tại địa đồ gì à, có một phương đại lục chỉ lộ ra bộ phận, cũng đã lộ ra cực kỳ khủng bố. Hoàng Tự Kiếm quân lệnh còn có rất nhiều ảo diệu, bao quát trao đổi, Phương Vọng có thể cùng với những cái khác binh quân, thân sứ truyền lời, cũng có thể hướng phụ thuộc thế lực trực tiếp ra lệnh. Hắn rất tò mò, Trường Sinh các không sợ kẻ địch đạt được lệnh bài sao? Thời gian cực nhanh, lại là 4 tháng trôi qua. Phương Vọng tu vi tăng trưởng rất chậm, hắn chưa bao giờ giống như này chậm cảm giác, xem ra vẫn là phải đi trên biển. Hải Dương linh khí tuyệt không phải trên phiến đại lục này có thể so sánh. Tại Hoàng Tự Kiếm quân lệnh bên trong, Phương Vọng tìm được kiếm thánh động phủ, hắn chuẩn bị về sau đi xem một chút, nói không chừng có rất nhiều bảo bối. Một ngày này, Phương Vọng triệu tập Thái Uyên môn cao tầng, tề tụ Thủy Uyên điện, cáo chi chính mình chuẩn bị đi tới Thiên Đỉnh Sơn. Cái kia liền đi đi, mặt khác giáo phái đã lần lượt tiến đến, chuẩn bị vây công Tiêu Giao Tiên, còn có mặt khác vương triều giáo phái cũng đang đuổi đi, mong muốn nghĩ cách cứu viện riêng phần mình thiên tử. Sài Y mở miệng nói. Phương Vọng nói, kỳ thật ta một người là được rồi. Dương Nguyên Tử cao mày nói, không thể chủ quan, một phần vạn Tiêu Giao Tiên có hậu thủ, cũng hoặc là mặt khác tu tiên thế lực thừa dịp các ngươi lưỡng bại câu thương lúc ra tay với ngươi, vậy làm sao bây giờ? Phương Vọng nghe xong, cảm thấy có đạo lý. Ngồi tĩnh tọa ở trưởng môn bồ đoàn bên trên Chu Tuyết mở miệng nói, đã như vậy, vậy thì do phó trưởng môn tự mình chút người, hộ tống Phương Vọng tiến đến Chu Diệt Tiêu Giao lão ma. Nghe nói Sài Y đi theo, mọi người nhất thời không có ý kiến. Triệu Truyền Càn chủ động tìm tới Sài Y, nói chính mình cũng muốn cùng đi, Sài Y không có cự tuyệt. Nửa ngày sau, Phương Vọng, Sài Y, Triệu Truyền Càn mang theo 5.000 tên đệ tử hướng Bắc Cảnh bay đi, những đệ tử này yếu nhất cũng là tố linh cảnh. Trong đó linh đan cảnh số lượng vượt qua 500, huyền tâm cảnh thì vượt qua 100 vị, trong đó không thiếu các mạch trưởng lão. Triệu Truyền Càn đạp kiếm bay tại phía trước, trong tay nắm một cây cờ lớn, dẫn động thiên địa linh khí, hình thành một tầng sóng gió choàng tại trên người mọi người, làm đến bọn hắn tốc độ phi hành tăng lên trên diện rộng, đồng thời càng bớt linh lực. Phương Hàn Vũ cùng Phương Vọng sóng vai bay lượn, trên mặt của hắn vẫn như cũ che lại vải, tránh cho dọa người. Có mấy thành phần thắng? Phương Hàn Vũ nhẹ giọng hỏi. Phương Vọng nhìn thẳng phía trước, bình tĩnh nói, 5 thành đi. Phương Hàn Vũ yên lặng. Dọc theo con đường này, đệ tử khác đều liên tiếp nhìn về phía Phương Vọng, bao quát đã trưởng thành Diệp Tưởng, bởi vì bọn họ cũng đều biết Thiên Đỉnh Sơn một trận chiến chính là Phương Vọng, cùng Tiêu Giao Lão Ma quyết chiến, tác dụng của bọn họ chẳng qua là phối hợp tác chiến. Cái kia Tiêu Giao Lão Ma có thể là dễ dàng hạ gục từ cầu mệnh tồn tại. Đương nhiên, bọn hắn đối Phương Vọng tràn ngập lòng tin, chẳng qua là tò mò này. Một trận chiến sẽ là như thế nào to lớn tình hình chiến đấu? Ngươi khi nào xuôi nam? Phương Hàn Vũ đột nhiên lại hỏi. Phương Vọng liếc mắt nhìn hắn, nói, làm sao? Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ? Phương Hàn Vũ khẽ nói, tự nhiên không phải, chẳng qua là tò mò thôi. Không được bao lâu. Phương Vọng hồi đáp. Trên phiến đại lục này linh khí đã không thỏa mãn tra được hắn, mặc dù tỉnh lại long mạch, có thể cái kia linh khí chỉ thích hợp cho thấp cảnh giới tu sĩ. Đợi đi đến hải ngoại. Hắn chuẩn bị tìm cái hải đảo, xây dựng thuộc tại động phủ của mình, liền như là từ xưa đến nay những cái kia đại năng, có lẽ có một ngày, khi hắn sau khi rời đi, động phủ của hắn sẽ trở thành vì hậu nhân xông xáo bí cảnh, liền như là đại thánh động thiên,
Trụy Thiên bí cảnh. Hai huynh đệ bắt đầu câu được câu không trò chuyện, Phương Hàn Vũ cũng muốn xuôi nam tìm kiếm cơ duyên, nhất trung huynh đệ hai quyết định cùng nhau đến đây, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bắc cảnh, Thiên đỉnh sơn, cuồng phong bạo tuyết tùy ý thổi mạnh, từng người tu sĩ ngồi tĩnh tọa ở một chỗ giữa sườn núi, bọn hắn kết xuống trận pháp, ngăn cách phong tuyết. Bọn hắn đến từ Đại Sở Hạo Khí Tông, Nhai đạo nhân, Hứa Quang ngồi tĩnh tọa ở trước đống lửa, lúc trước cùng Phương Vọng tại Trụy Thiên thành từng có trao đổi, Dương Cẩm Nhi cũng ở nơi đây. Chúng ta khi nào hành động? Còn có cứu hay không thiên tử? Dương Cẩm Nhi mở miệng hỏi, nàng vẫn như cũ mặc áo vàng, trang dung so nhiều năm trước càng thêm đẹp đẽ, bên cạnh còn nằm sấp một đầu bạch hổ. Hứa Quang mặt không biểu tình, nói, chúng ta có thể không phải là đối thủ của Tiêu Giao Tiên, không thể gấp gáp, chờ Phương Vọng cùng Tiêu Giao Tiên lúc giao thủ, chúng ta lại hành động. Dương Cẩm Nhi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, các ngươi đối Phương Vọng thật đúng là tràn ngập lòng tin, xem ra Phương Vọng xác thực dọa phá các ngươi can đảm. Nghe vậy, Hứa Quang không khỏi trợn lên giận dữ nhìn nàng, nàng thì không chút khách khí hồi trở lại chừng, khiến cho Hứa Quang chỉ có thể ẩn nhẫn. Dương Cẩm Nhi thở dài một hơi, buông tay nói, ban đầu ở Trụy Thiên Thành nên cùng Phương Vọng thật tốt kết giao, đáng tiếc, hiện tại hắn đã là thất triều đệ nhất tu sĩ, ta coi như định bợ hắn, hắn đoán chừng cũng không nhìn chúng. Lúc trước, nàng cùng Phương Vọng, Hồ Phá ta tại tu luyện tháp cùng một tầng tu luyện, khi đó nàng mặc dù đối phương nhìn cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không có biểu hiện được quá nhiệt tình. Nào biết lúc này mới bao nhiêu năm, Phương Vọng liền từ thất triều đệ nhất thiên tài lắc mình biến hóa, biến thành thất triều đệ nhất đại tu sĩ. Hứa Quang sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì Phương Vọng thất triều đệ nhất tu sĩ tên là, theo dẫm lên bọn hắn sư đồ đi lên. Nhai đạo nhân không để ý đến Dương Cẩm Nhi, hắn ngồi tĩnh tọa ở trận pháp rìa, xa nhìn phương xa. Nơi này độ cao so với mặt biển cực cao, bầu trời tối tăm, phương xa mỏm núi giống như từng tôn yêu ma như ẩn như hiện. Nhai đạo nhân có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ đè nén khí thế. Hắn âm thầm kinh hãi, cái kia Tiêu Giao Tiên đến tột cùng là gì cảnh giới? Nhai đạo nhân chính là độ hư cảnh 3 tầng tu vi, giờ phút này, hắn vô pháp phán đoán Phương Vọng cùng Tiêu Giao Tiên ai mạnh ai yếu, bởi vì đều mạnh hơn xa hắn. Cơ Như Thiên, ngươi đến tột cùng là lai lịch ra sao? Ngươi lại như thế nào dẫn xuất Tiêu Giao Tiên như vậy lão quái vật? Nhai đạo nhân yên lặng nghĩ đến, vừa nghĩ tới Cơ Như Thiên, hắn tâm liền bất ổn. Hắn luôn cảm thấy Cơ Như Thiên sẽ không đối xử tử tế Hạo Khí Tông, làm sao Hạo Khí Tông căn bản không làm gì được Cơ Như Thiên, mà Cơ Như Thiên lại thả ra thiện ý, nhường những cái kia mềm yếu trưởng lão tất cả đều cúi đầu xưng thần. Giờ phút này, không chỉ là Hạo Khí Tông, Thiên Đỉnh Sơn rìa giáo phái thế lực vượt qua 20 số lượng, phần lớn đều là tới cứu mình Vương Triều Thiên Tử, dĩ nhiên, đối với bọn hắn mà nói, Thiên Tử cũng không phải là nhất định cứu không thể, chẳng qua là làm dáng một chút, thuận tiện điều tra Tiêu Giao Tiên ý đồ. Cho nên tất cả đều án binh bất động, hết thảy giáo phái đều đang đợi một người. Đại Tề Kiếm Thánh, Phương Vọng, Thiên Đỉnh Sơn, khu vực trung tâm. Sườn đồi phía trên, Tiêu Giao Tiên ngồi tĩnh tọa ở trên bệ đá, đầu của nó đỉnh lơ lửng 81 cây cờ lớn, mỗi mặt cờ đều in khác biệt dị thú đồ văn, tung bay theo gió, bay phất phới. Trong lồng giam Đại Sở Thiên Tử nhịn không được hỏi, bốn phương tám hướng nhiều như vậy tu sĩ khí tức, ngươi vì sao bỏ mặc không quan tâm? Đại Sở sớm tại hơn 100 năm trước liền chuyển biến làm tu tiên vương triều, cho nên Đại Sở Thiên Tử tu vi cũng là chúng thiên tử bên trong cao nhất, hắn có thể cảm nhận được một chút tu sĩ khí tức, thỉnh thoảng tới gần, sau đó gấp tốc chạy đi. Tiêu Giao Tiên không có mở mắt, khinh miệt cười nói, nếu bọn hắn nghĩ xem náo nhiệt, vậy thì tới đi, chờ bản tiên bắt Phương Vọng làm tế phẩm, khi đó, bọn hắn cũng chính là tế phẩm. Bắc Cảnh Thiên Tử diễu cợt nói, tự xưng tiên nhân, còn muốn tế thiên. Phàm nhân liền là phàm nhân, bản tiên có thể không có công phu giải thích với ngươi, ngược lại các ngươi nhất định phải chết, nghĩ thêm đến còn có cái nào tiếc nuối đi, kiếp sau cũng đừng tái phạm. Tiêu Giao Tiên khẽ nói, lời nói khinh miệt. Từ Cầu Mệnh bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi bỏ mặc Phương Vọng thời gian 1 năm, ngươi sẽ hối hận, Thiên Nguyên Bảo Linh chẳng qua là thế nhân đối cái nhìn của hắn, thiên tư của hắn tuyệt không phải Thiên Nguyên Bảo Linh có thể định nghĩa. Chương 128, Cuồng, đệ nhất thiên hạ cuồng. Nghe được Từ Cầu Mệnh, Tiêu Giao Tiên nhịn không được cười nhạo một tiếng, hắn mở mắt nhìn về phía Từ Cầu Mệnh, nói, cái kia Phương Vọng là gì cảnh giới? Từ Cầu Mệnh mặt không đổi sắc, hồi đáp, ngưng thần cảnh, nhưng thực lực của hắn không thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Nghe bọn hắn nói, ngươi không phải cũng có vượt cảnh giới chiến đấu thực lực, ngươi có biết ngươi vì sao bại trong tay ta? Tiêu Giao Tiên khinh miệt hỏi. Từ Cầu Mệnh nhíu mày. Tiêu Giao Tiên lộ ra kiệt ngạo nụ cười dữ tợn, nói, xem ở các ngươi là tế phẩm phần bên trên. Để cho các ngươi tăng một chút kiến thức, ngưng thần cảnh phía trên chính là độ hư cảnh, mà độ hư cảnh phía trên thì làm kim thân cảnh, mà ta, còn không phải sơ nhập kim thân cảnh, ta đã đi đến kim thân cảnh 4 tầng,
mà ta bản mệnh bảo linh mặc dù không phải thiên nguyên, nhưng cũng là tuyệt phẩm địa nguyên bảo linh, ngươi cảm thấy Phương Vọng có thể nhảy vọt hai tầng đại cảnh giới giết ta sao? Lời vừa nói ra, Từ Cầu Mệnh cùng Thất Triều Thiên Tử sắc mặt đại biến, cho dù là đối Phương Vọng tràn ngập lòng tin Từ Cầu Mệnh, Triệu Khải giờ phút này cũng cảm nhận được tuyệt vọng. Tiêu Giao Tiên nâng lên hai tay, nhìn trên trời 81 lá cờ, hắn điên cuồng cười nói, không chỉ như thế, ta còn bố trí Khốn Long Hoán Thiên trận, chỉ cần Phương Vọng đạp vào trong trận, hắn đem chắp cánh khó thoát. Ta hiện tại rất tò mò, Phương Vọng có hay không cam lòng hạ cái gọi là chính đạo hiệp nghĩa cốt khí. Sườn đồi phía trên lâm vào trong yên lặng, không người đón thêm lời. Kim thân cảnh ba chữ quanh quẩn tại lòng của mọi người bên trong, như cửu thiên sấm rền, khiến cho bọn hắn hốt hoảng, thậm chí không có nghe tiếng Tiêu Giao Tiên câu nói kế tiếp. Bắc cảnh, Liên Miên Băng Sơn phía trên, Thái Uyên môn 5000 tu sĩ như là tật phong gào thét mà đi. Đi tới nơi này một vùng, sắc trời dần dần tối xuống. Sài Y quay đầu nhìn về phía Phương Vọng, nói, Phương Vọng, Thiên Đỉnh Sơn cách chúng ta đã không đến 500 dặm. Tất cả mọi người đi theo nhìn về phía Phương Vọng, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Phương Vọng vỗ vỗ bên cạnh Phương Hàn Vũ, sau đó thả người vọt lên, chân đạp phi kiếm bay tới phía trước nhất. Không nói lời nào, hắn trực tiếp ra tốc bay hướng chân trời, trong chớp mắt liền tan biến tại gió tuyết đầy trời bên trong. Các ngươi nói Phương Vọng đại sư huynh có thể thắng sao? Nói cái gì đó, nhất định có thể thắng, nói không chừng chúng ta đến thời điểm, Tiêu Giao Tiên đầu đã bị chém xuống. Thật bình tĩnh, cái này là Thất Triều đệ nhất nhân khí phách a. Cái gì Tiêu Giao Tiên, đó là Tiêu Giao lão ma. Thái Uyên môn các đệ tử nghị luận ầm ĩ, các trưởng lão mặc dù không nói, nhưng trong mắt đồng dạng toát ra vẻ chờ mong. Một bên khác, Phương Vọng bay nhanh trong gió rét, phong tuyết lay động hắn tóc đen, tiểu tử theo trong ngực hắn chui ra ngoài, leo đến trên vai của hắn, đi theo nhìn về phía trước. Công tử, mấy chiêu diệt địch? Tiểu tử hưng phấn hỏi, nó hoàn toàn không có đem Tiêu Giao Tiên để vào mắt. Bởi vì dưới cái nhìn của nó, Tiêu Giao Tiên cũng không có biểu hiện được mạnh cỡ nào, đến mức hạ gục Từ Cầu Mệnh, Từ Cầu Mệnh có thể cùng nó ra công tử so. Phương Vọng sắc mặt đạm mạc, bình tĩnh nói, tận toàn lực đi. Hắn thôi động đấu chiến chi tâm gia tốc, đồng thời hắn có thể bén nhạy cảm nhận được trận pháp khí tức. Bởi vì Chu Tuyết sớm tiết lộ Khốn Long Hoán Thiên trận tồn tại, cho nên Phương Vọng không dám khinh thường, trực tiếp dùng đấu chiến chân công, cảm nhận được Khốn Long Hoán Thiên trận tồn tại. Quả nhiên, thật là có. Liền tại phía trước, phạm vi cực lớn, còn ẩn chứa một cỗ làm người sợ hãi thiên uy. Sở dĩ nói là thiên uy, Phương Vọng là liên tưởng đến khi độ kiếp thiên lôi, hai cỗ uy áp rất giống. Một đường bay nhanh, tiếp cận Khốn Long Hoán Thiên trận phạm vi lúc, Phương Vọng xuất ra Lục Hợp Bát Hoang Tỷ, đưa tay ném một cái, Lục Hợp Bát Hoang Tỷ bay lên mà đi, cấp tốc tan biến tại phía trên trong bóng tối. Tiểu tử trừng mắt nhìn, cũng không có hỏi nhiều, bởi vì nó ý thức được kẻ địch khả năng liền tại phía trước, hiện tại không thể bại lộ công tử ý đồ. Phương Vọng chậm rãi mở miệng nói, giúp ta gọi hàng đi. Nghe vậy, tiểu tử lúc này nâng lên đầu rắn, Tiêu Giao lão ma. Công tử nhà ta, Đại Tề Kiếm Thánh, Thái Uyên môn trưởng môn Phương Vọng tới cũng, người này tà ma chuẩn bị chịu chết đi. Nó tuy là giọng nữ, nhưng thông qua yêu lực gia trì, thanh âm quanh quẩn tại tối tăm bầu trời phía dưới, hướng về phương xa lan truyền mà đi, thậm chí dẫn tới một chút băng sơn khẽ run, dẫn phát tuyết lở. Theo thanh âm truyền ra, những cái kia ẩn núp giáo phái tu sĩ dồn dập bừng tỉnh. Hạo khí tông nơi ở, Hứa Quang đằng địa một thoáng đứng dậy, kích động nói, Phương Vọng đến rồi. Một giây sau, hắn tự biết thất thố, vội vàng im miệng, vô ý thức nhìn về phía những người khác, phát hiện những người khác cũng tất cả đều đứng dậy, từng cái khẩn trương lên. Phương Vọng tên, từ Trụy Thiên bí cảnh sau khi kết thúc, truyền đi cực vang. Rất nhiều tu sĩ đều cho rằng Tiêu Thần, Lương Tầm Thu, Lam Tâm tiên tử chết trong tay Phương Vọng, nguyên nhân chính là như thế. Phương Vọng lực uy hiếp cực lớn, lại thêm Nhai đạo nhân tiến đến mạnh thỉnh Phương Vọng, thất bại tan tác mà quay trở về, dẫn đến Phương Vọng uy danh bên trong mang một chút khủng bố màu sắc. Dương Cẩm Nhi hưng phấn lên, huy quyền nói, chúng ta đi xem trò vui đi. Nhai đạo nhân trầm giọng nói, không thể, quá nguy hiểm. Tiếng nói vừa ra, Dương Cẩm Nhi nhảy lên trắng trên lưng hổ, nương theo lấy một tiếng hổ gầm, bạch hổ thả người vọt lên, xông phá trận pháp, bốn trào đạp gió, chạy về phía Thiên Đỉnh Sơn. Mặt khác giáo phái tu sĩ đồng dạng đứng dậy, một chút tự kiềm chế tu vi cao thâm người cũng không nhịn được tiến đến quan chiến. Mặc kệ như thế nào, Phương Vọng đại biểu cho chính đạo, chỉ cần Phương Vọng có thể kiềm chế Tiêu Giao Tiên, bọn hắn này chút người quan chiến liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Sườn đồi phía trên, Tiêu Giao Tiên đột nhiên mở mắt, hắn lập tức đứng dậy, hai tay chấn động, trên đỉnh đầu 81 lá cờ cấp tốc bay lên không, tan biến tại trong bóng tối. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới vừa mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh. Từ Cầu Mệnh nhíu mày, muốn nhắc nhở Phương Vọng, có thể linh lực của hắn bị rút sạch sẽ, thanh âm căn bản truyền không xa.
Thất Triều Thiên Tử biết được Tiêu Dao Tiên làm cái gì, dồn dập tức miệng mắng to. Lão ma! Người chết không yên lành. Phương Vọng! Cẩn thận hắn bày trận. Người đang làm, trời đang nhìn, lão ma, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cẩu tạp toái, chẫm chơi con mẹ ngươi. Tiêu Dao Tiên bỏ qua bọn hắn chửi mắng, hắn bay lên mà lên, áo bào phiêu động, mặt lộ vẻ điên cuồng nụ cười. Phương Vọng, tới đi. Nhưng bản tiên nhìn một cái Thiên Nguyên Bảo Linh lợi hại. Tiêu Dao Tiên cản rỡ cười to, thanh âm có thể so sánh tiểu tử to, nhưng 400 dặm bên ngoài Thái Uyên Môn mọi người rất nhanh liền nghe thấy. Nghe được Tiêu Dao Tiên, Triệu Truyền Càn lập tức thôi động trận pháp gia tốc. Từ Cầu Mệnh run run rẩy rẩy đứng dậy, quay người nhìn về phía phương xa, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể tin tưởng Phương Vọng. Phương Vọng, ngươi có thể là ta đời này duy nhất bội phục cùng thế hệ, ngươi nhất định phải thắng. Ta không cho phép ngươi bại. Từ Cầu Mệnh cắn răng nghĩ đến, nếu như Phương Vọng bại, hắn sẽ trước tiên tự vận, không cho Tiêu Dao Tiên hiến tế hắn cơ hội. Hắn đột nhiên nhìn thấy hắc ám phương xa xuất hiện một vệt kim quang, càng phát sáng rỡ, khiến cho con ngươi của hắn chậm rãi phóng to. Phương Vọng đến rồi. Chân đạp phi kiếm Phương Vọng ngưng tụ ra kim lân bạch vũ y, từng đầu màu vàng kim long khí vờn quanh quanh thân, khiến cho hắn trở thành tối tăm thiên địa bên trong chói mắt nhất tồn tại. Tiểu tử cấp tốc biến lớn, thuận thế rơi vào Phương Vọng dưới chân, Phương Vọng phi kiếm thì bay vào long ngọc trong nhẫn. Chân đạp như rồng từ xà, lại thêm trên người kim lân bạch vũ y, Phương Vọng thời khắc này khí thế triệt để triển lộ, bế nghễ thiên hạ. Phương Vọng không có lấy ra bản mệnh bảo linh, trên trán hai sợi tựa như râu rồng tóc dài phất phới lấy, đưa hắn tuấn tú tuổi trẻ khuôn mặt hiển lộ ra, hắn ánh mắt lạnh lùng, mặc dù tại đêm tối phía dưới, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trong mắt hắn lấp lánh. Đó là đấu chiến chân công biểu tượng. Tiểu tử bay lên mà lên, nhường Phương Vọng ở trên cao nhìn xuống sườn đồi phía trên Tiêu Dao Tiên. Khoảng cách của song phương cấp tốc rút ngắn, rất nhanh liền không đủ 200 trượng, tiểu tử dừng lại theo. Phương Vọng bễ nghễ Tiêu Dao Tiên, nói, liền là ngươi nghĩ muốn khiêu chiến ta. Ngư khí đạm mạc, lại cho người ta một loại cực đoan cuồng vọng khí thế. Nhìn xem Phương Vọng, Thất Triều Thiên Tử mừng rỡ, biết rõ Tiêu Dao Tiên chính là kim thân cảnh tồn tại, giờ phút này cũng không nhịn được đối Phương Vọng sinh ra chờ mong. Có một loại người, chỉ cần hắn xuất hiện, liền có thể khiến người ta an tâm. Phương Vọng đã có dạng này khí phách. Có thể làm người thân ở tuyệt cảnh Thất Triều Thiên Tử quên tuyệt vọng. Khiêu chiến. Bản tiên là muốn ăn ngươi. Tiêu Dao Tiên nhếch miệng cười nói, lại có hổ lang hình ảnh, dữ tợn đến cực điểm. Phương Vọng tiền bối, hắn chính là độ hư cảnh phía trên kim thân cảnh, mà lại là kim thân cảnh 4 tầng. Triệu Khải vội vàng hô. Tiểu tử sau lưng thôn hồn hồ lô bên trong toát ra một đạo thân ảnh, chính là Triệu Chân, hắn tung bay mà đi, nhìn về phía Triệu Khải. Vừa thấy được hắn, Triệu Khải sắc mặt kịch biến, trong mắt đã có hận ý, cũng có ý sợ hãi. Phương Vọng mặt không biểu tình, âm thanh lạnh lùng nói, kim thân cảnh 4 tầng, rất mạnh sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người động dung, liền Tiêu Dao Tiên sắc mặt cũng biến thành mất tự nhiên. Phương Vọng nâng tay phải lên, chậm rãi nắm quyền. Ra trong chốc lát, một cỗ kinh khủng vô song khí thế bùng nổ, hoành ép vô tận băng sơn. Dùng hắn làm trung tâm, 4 phương 8 hướng băng sơn bắt đầu run rẩy dữ dội. Cách hắn càng gần băng sơn rung động đến càng lợi hại. Một chút thẳng tắp sắc bén băng sơn thậm chí sụp đổ, hóa thành vô số khối vụn băng, nhấc lên cuồn cuộn tuyết vụ. Những cái kia theo 4 phương 8 hướng chạy tới tu sĩ dọa đến dồn dập dừng lại, từng cái trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là cái gì khí thế? Là Phương Vọng, vẫn là Tiêu Dao Tiên? Không rõ ràng a, thật đáng sợ, ta ngưng thần cảnh tầng 2 tu vi, lại bị chấn nhiếp linh lực đình trệ, vô pháp điều động. Dương Cẩm Nhi cũng dừng lại, nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nàng âm thầm kinh hãi, loại khí thế này. Chỉ sợ tộc bên trong những lão gia hỏa kia cũng khó có thể đi đến. Là Phương Vọng khí tức. Hắn vậy mà mạnh đến trình độ như vậy. Đang ở tốc độ cao tiến lên Thái Uyên, môn các tu sĩ cũng cảm nhận được Phương Vọng khí thế. Bọn hắn quá quen thuộc. Lúc trước Phương Vọng bức bách Nhai đạo nhân, Hứa Quang lúc liền triển lộ qua loại khí thế này, chẳng qua là khi dưới uy áp vượt xa lần kia. Phương Hàn Vũ cũng vì đó động dung, làm Phương Vọng thân nhất huynh đệ, hắn cũng không biết Phương Vọng vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Cùng lúc đó, Tiêu Dao Tiên áp lực lớn nhất, giờ phút này, nụ cười của hắn đã kinh biến đến mức miễn cưỡng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phương Vọng, lạnh giọng hỏi, đây là cái gì tuyệt học? Giờ phút này, Phương Vọng không gần như chỉ ở ngưng tụ sơn hà chấn thiên quyền, còn mở ra thiên cương thánh thể, quanh thân lượn lờ lấy màu trắng khí diễm, cùng màu vàng kim long khí hòa lẫn, giống như trên trời thần quân hạ phàm. Sắc mặt hắn đạm mạc nhìn xuống Tiêu Dao Tiên, nói, đây là gia sư Hàng Long Đại Thánh độc môn tuyệt học, Sơn Hà Chấn Thiên Quyền, ngươi nếu có thể chống đỡ ta một quyền này, ta cho phép ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cuồng! Từ Cầu Mệnh,
Thất Triều Thiên Tử vốn cho là Tiêu Dao Tiên đã cuồng vọng đến cực điểm, có thể nghe được Phương Vọng, bọn hắn mới vừa biết được như thế nào cuồng. Phương Vọng cuồng, không phải trào phúng, mà là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Chương 129, Thiên Lực Lượng, Tiêu Dao Tiên tuyệt vọng. Quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tiêu Dao Tiên nghe được Phương Vọng, cực kỳ khó coi, trong tay phải của hắn ngưng tụ ra một khối thanh đồng la bàn, từng sợi khói xanh theo la bàn tràn ra, ngưng tụ thành từng tôn lang thủ nhân thân yêu ma hư ảnh. Chúng nó hướng phía bốn phương tám hướng gào thét, dương nanh múa vuốt, muốn tránh thoát la bàn trói buộc. Nhìn cao cao tại thượng Phương Vọng, cảm thụ được cái kia cổ bá đạo vô song khí thế, Tiêu Dao Tiên trong mắt tràn đầy ghen tị, sắc mặt giận dữ. Phương Vọng, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi thật sự coi chính mình thắng chắc sao? Tiêu Dao Tiên lạnh giọng nói, tay trái bắt đầu bấm pháp quyết. Phương Vọng bẽ nghễ hắn, nói, không phải sao? Sở dĩ không ra tay, cũng không phải là Phương Vọng cuồng vọng quá mức. Hắn chỉ là muốn nhường Tiêu Dao Tiên thể hiện ra thực lực mạnh nhất, hắn muốn tại Thất Triều các giáo phái nhìn soi mói, lấy cực kỳ bá đạo tư thái nghiền sát Tiêu Dao Tiên. Lời như vậy, ngày sau Phương Vọng rời đi, mặt khác giáo phái nghĩ muốn đối phó Thái Uyên Môn, cũng phải ước lượng đo một cái chính mình có hay không nhận gánh chịu nổi Phương Vọng lửa giận. Tiêu Dao Tiên không lại trả lời, theo hắn tay trái không ngừng thi pháp, giữa thiên địa rung động càng thêm mãnh liệt, ngoại trừ Sơn Hà Chấn Thiên Quyền bên ngoài, một cỗ khác giống như thiên uy khí thế buông xuống. Chỉ thấy phương xa hắc ám chân trời xuất hiện từng đạo ánh sáng, hết thảy 81 cái, đem thiên đỉnh sơn bao vây, này chút ánh sáng tốc độ cao hấp thu thiên địa linh khí, đi theo bắn ra màu xanh cường quang, lẫn nhau tương liên, hình thành một vòng màu xanh màn trời đem xung quanh trăm dặm chỗ nhốt chặt. Những cái kia mong muốn xem náo nhiệt Thất Triều tu sĩ dồn dập lui lại, sợ bị cuốn vào trong trận pháp. Dương Cẩm Nhi cưỡi tại bạch hổ trên lưng, nàng định thần nhìn lại, ánh mắt ngưng trọng, chậm rãi phun ra năm chữ, Khốn Long Hoán Thiên Trận. Nương theo lấy Khốn Long Hoán Thiên Trận hạ xuống, Tiêu Dao Tiên lần nữa lộ ra điên cuồng nụ cười, từ cầu mệnh cùng Thất Triều Thiên Tử là lần đầu tiên cảm nhận được này trận uy thế, đều là sắc mặt đại biến. Phương Vọng, ngươi có biết này trận là lai lịch ra sao? Tiêu Dao Tiên đắc ý cười nói, điên cuồng trong tươi cười vô pháp che giấu vẻ tham lam. Phương Vọng nhìn xuống hắn, nói, Khốn Long Hoán Thiên Trận, liền này. Nghe vậy, Tiêu Dao Tiên nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Phương Vọng tay phải nắm quyền, tay trái nâng lên, hướng không trung kéo một phát, thanh âm của hắn vang lên, chỉ bằng ngươi cũng muốn hoán thiên, tiếp xuống nhìn một cái đại biểu cho thiên lực lượng đi. Một cỗ kinh hồn động phách khủng bố cảm giác áp bách thay thế Khốn Long Hoán Thiên, trận uy áp, tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hắc ám bầu trời xuất hiện từng đạo màu vàng kim hoa văn, cấp tốc sáng lên, hình thành từng cái chữ viết, màu vàng kim chữ viết hiện lên ở tối tăm bầu trời, chiếu sáng cả tối tăm thiên đỉnh sơn. Cho dù là ngoài 300 dặm Thái Uyên Môn mọi người cũng có thể thấy. Phương Hàn Vũ ngẩng đầu nhìn lại, trong miệng thấp giọng nhớ kỹ, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, phảng phất tại xem thần tích. Trên trời ánh sáng chữ phạm vi bao trùm đi đến phương viên mấy trăm dặm, hắn chữ viết kim sắc quang mang còn đang không ngừng tăng cường, những văn tự này tựa hồ tại hạ xuống. Tiêu Dao Tiên trừng to mắt, run giọng nói, đây là gì tuyệt học? Phương Vọng nâng lên cằm, nhẹ giọng khẽ nói, tuyệt học. Đây là ta bản mệnh bảo linh, ngươi không phải nghĩ đến thiên nguyên bảo linh à. Hôm nay liền nhường ngươi nhìn một cái ngươi chỗ mơ ước đồ vật là, bực nào cao không thể chạm. Tiểu tử con mắt cũng xem hướng lên phía trên, mắt rắn tràn ngập chấn kinh, hưng phấn. Triệu Chân thì thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái kia nho nhỏ lục hợp bát hoang tỷ lại có thần thông như thế. Theo từng cái to lớn ánh sáng chữ rớt xuống, Khốn Long Hoán Thiên Trận gặp trùng kích. Trên trời nổi lên từng mảnh màu xanh quang hồng, trong trận thiên địa linh khí vì đó kịch liệt cuồn cuộn, phong tuyết, vụn băng loạn vũ, bị giam tại trong lồng giam từ cầu mệnh mấy người cũng không khỏi bắt lấy lồng giam, sơn đồi run rẩy dữ dội, giống như núi lở đột kích. Trong trận mấy trăm dặm chỗ băng sơn liên tục sụp đổ, thiên địa nổ vang, giống như tận thế đột kích, bốn phương tám hướng bay lên tuyết vụ giống như màu trắng liệt diễm cháy hừng hực. Tiêu Dao Tiên sắc mặt kịch biến, hắn rõ ràng cảm nhận được Khốn Long Hoán Thiên Trận bị khủng bố áp lực. Làm sao có thể? Tiêu Dao Tiên trong lòng run sợ, hắn lúc này thẳng hướng Phương Vọng, tay phải nắm thanh đồng la bàn đột nhiên chiếu hướng Phương Vọng. La bàn phía trên từng tôn lang thủ nhân thân yêu ma gào thét lao ra, từng cái hình thể biến lớn, so tiểu tử còn muốn khổng lồ, khí thế dọa người. Phương Vọng ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên từ nhỏ tím trên đầu nhảy ra, giống như một đạo kim sắc tia sáng, lướt qua trời cao, dọc đường lang thủ yêu ma liên tục bạo tán, trong chớp mắt, Phương Vọng giết tới Tiêu Dao Tiên trước mặt. Thật nhanh! Tiêu Dao Tiên con ngươi phóng to, vô ý thức huy trưởng đánh về phía Phương Vọng. Phương Vọng nắm tay phải càng nhanh, trực tiếp đánh xuyên qua Tiêu Dao Tiên lồng ngực, khủng bố quyền thế một đường đánh tới, đánh nát dọc đường một tòa tòa băng sơn,
cuồng phong đem sườn đồi bên trên lồng sắt nhóm tất cả đều hất bay. Oanh một tiếng, chân trời màu xanh màn sáng bị cường thế đánh tan, lại thêm lục hợp bát hoang tỷ cường thế nghiền ép, khốn long hoán thiên trận bị oanh phá, nương theo lấy đại trận bị đánh bạo, hắn sinh ra lực trùng kích nhấc lên linh khí trong thiên địa, bừa bãi tàn phá bát phương, thất triều giáo phái dồn dập kết trận ngăn cản sóng gió, những cái kia trên không trung tu sĩ cũng giống như thế, hoặc là xuất ra bản mệnh bảo linh ngăn cản. Một tòa có tới cao 20 trượng to lớn băng thạch đối diện đánh, tới hướng Dương Cẩm Nhi, Bạch Hổ lúc này vung chảo, đem hắn đánh nát. Cuồng phong gào thét, nhưng Dương Cẩm Nhi khuôn mặt nhỏ hoàn toàn hiển lộ ra, nàng nắm thật chặt Bạch Hổ, tầm mắt ngóng nhìn hướng trên bầu trời từng cái to lớn chữ vàng. Theo chữ vàng hạ xuống, dần dần, hắn rìa xuất hiện đường nét. Cái đó là, Dương Cẩm Nhi lộ ra như thấy quỷ thần sắc, không chỉ là nàng, phàm là thấy cảnh này tu sĩ không khỏi là hít sâu một hơi, hoài nghi ánh mắt của mình. Liền Thái Uyên môn 5000 tu sĩ cũng giống như thế, trong đó bao quát phó trưởng môn Xài Y, Phương Hàn Vũ. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái dài rộng đủ có mấy trăm dặm to lớn ngọc tỷ treo ở trên trời, dùng thị lực của bọn họ căn bản là, không có cách đánh giá này tỷ đến tột cùng có bao lớn, ở đây tỷ trước mặt, vạn dặm sông băng bên trong hết thảy cao phong đều lộ ra chỉ đến như thế. Phảng phất thiên ngoại có vĩ ngạn tiên thần cầm trong tay thần ấn, hướng nhân gian ép đi, trên trời biển mây đều bị sông mở. Cuồn cuộn tuyết vụ vườn quanh to lớn ngọc tỷ chung quanh, hình thành cực kỳ tráng quan luồng khí xoáy, mạnh như ngưng thần cảnh, cũng không thể không đem hết toàn lực ngăn cản. Tiểu tử thôi động yêu lực hộ thể, tránh cho bị gió mạnh quét đi. Triệu Chân thì tung bay ở trên lưng nó, nhìn Phương Vọng bóng lưng. Chỉ thấy Phương Vọng chậm rãi nâng lên cánh tay phải, đem Tiêu Giao Tiên nâng trên không trung. Lục hợp bát hoang tỷ dưới đáy màu vàng kim chữ viết rơi xuống vạn đạo kim quang, trong đó một đạo chiếu rọi tại Tiêu Giao Tiên trên thân thể. Tiêu Giao Tiên phun từng ngụm máu lớn, máu tươi sắp rắc vào Phương Vọng trên cánh tay, đi theo liền bị Huyền Dương chân hỏa thiêu khô, không có để lại một điểm dấu vết. Kim quang chiếu rọi tại Phương Vọng trên mặt, ánh mắt của hắn là lạnh lùng như vậy. Tiêu Giao Tiên mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, hắn nhìn về phía Phương Vọng tầm mắt tràn ngập kinh khủng, run giọng hỏi, ngươi đến tột cùng là lai lịch ra sao? Hắn nhưng là kim thân cảnh, thân thể cường đại cỡ nào, lại bị người một quyền đánh xuyên qua. Hắn tung hoành trên phiến đại lục này lâu như vậy, chưa bao giờ từng gặp phải khủng bố như thế nắm đấm. Hắn có thể cảm giác được Phương Vọng không chỉ là dùng cái gọi là Sơn Hà Chấn Thiên Quyền, hắn bản thân thân thể lực lượng liền cực kỳ đáng sợ. Đại tể dạng này man di chỗ làm sao có thể sinh ra mạnh mẽ như thế tồn tại, coi như là Thiên Nguyên Bảo Linh cũng phải có cái hạn độ. Phương Vọng nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi liền lai lịch của ta đều không rõ ràng, liền dám khiêu chiến ta, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Tiêu Giao Tiên lập tức lúng túng, hắn mong muốn nguyên thần xuất khiếu, lại run sợ phát hiện nguyên thần của mình căn bản là không có cách thoát ly thân thể. Là kim quang. Này ánh sáng lại có đối nguyên thần áp chế hiệu quả, mà lại mạnh đến quá mức. Tiêu Giao Tiên triệt để hoảng rồi, hắn liền vội mở miệng nói, Phương Vọng, ta sai rồi. Ta, phốc lần. Phương Vọng bàn tay trái làm đao, trực tiếp chém xuống Tiêu Giao Tiên đầu, ngay sau đó, cánh tay phải của hắn giấy lên Huyền Dương chân hỏa, đốt cháy Tiêu Giao Tiên thân thể. Hắn ánh mắt ngưng tụ, Tiêu Giao Tiên trên cổ tay phải một cái vòng tay bay ra, rơi vào thắt lưng của hắn bên trong. Phương Vọng quay người, rơi ở phía dưới sông băng phế tích bên trong, hắn đem Tiêu Giao Tiên thi thể ném ở một bên, mặc kệ bùng cháy, lục hợp bát hoang tỷ kim quang còn chiếu sáng Tiêu Giao Tiên, khiến cho Tiêu Giao Tiên nguyên thần chỉ có thể chịu đủ thống khổ, căn bản trốn không thoát. Phương Vọng dẫn theo Tiêu Giao Tiên đầu, đi vào Triệu Khải lồng giam trước, đem cửa nhà lao giật ra. Sau đó đưa tay, cách không đem nơi xa từ cầu mệnh cửa nhà lao giật ra, lồng giam bên trên lá bùa căn bản chống cự không được sự cường đại của hắn lực lượng. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Triệu Khải xúc động cực kỳ, trực tiếp quỳ gối Phương Vọng trước mặt, thậm chí bắt đầu dập đầu. Tiểu tử rơi xuống, Triệu Chân khẽ nói, tiểu tử thúi, ngươi thật đúng là không có một chút thiên tử phong phạm. Triệu Khải ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Chân, yên lặng không nói, chẳng qua là ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý. Tiểu tử nhịn không được nói, ngươi quỳ gối công tử nhà ta trước mặt lúc còn có thiên tử phong phạm. Triệu Chân lập tức xấu hổ, chỉ có thể nghiêng đầu đi. Phương Vọng mở miệng nói, tiểu tử, bồi Triệu Khải đi cứu mặt khác thiên tử đi. Triệu Khải nghe xong, lúc này hướng Phương Vọng quăng tới ánh mắt cảm kích. Hắn biết Phương Vọng đây là tại cho hắn chỗ dựa, lập tức nhường mặt khác thiên tử thiếu một món nợ ân tình của hắn. Hắn cũng không cố chấp, lập tức đứng dậy bước nhanh tới, tiểu tử theo sát phía sau. Phương Vọng quay người, nhìn bị Huyền Dương chân hỏa đốt cháy Tiêu Giao Tiên, thầm nghĩ, kim thân cảnh. Quả nhiên là kim thân, đã vậy còn quá khó đốt. Hắn Huyền Dương chân hỏa cũng không phải phàm hỏa. Lúc này, từ cầu mệnh đi đến bên cạnh hắn, vẻ mặt phức tạp, hắn hướng phía Phương Vọng khom lưng hành lễ.
Phương Vọng nhìn về phía hắn, cười nói, Từ huynh, hà tất như thế? Từ Cầu Mệnh ngẩng đầu, nói, ngươi đã cứu muội muội ta, lại hai lần đã cứu ta, kiếp này không thể báo đáp, về sau có bất kỳ cần phải ta địa phương cứ mở miệng, coi như là để cho ta chịu chết, ta Từ Cầu Mệnh cũng tuyệt không cau mày. Hắn nói đến vô cùng nghiêm túc, nhưng Phương Vọng cũng không tốt bảo trì nụ cười. Phương Vọng nghiêm mặt nói, Từ huynh, ta tin tưởng lời của ngươi, cũng hy vọng ngươi không muốn nhụt chí, nhìn chung thiên hạ này, duy nhất có thể bị ta cho rằng là đối thủ chỉ có ngươi, lần này thất bại, cũng không phải là tư chất ngươi không được, chẳng qua là ngươi gặp ngươi chỗ cảnh giới không có khả năng hạ gục cường địch. Từ Cầu Mệnh nghe xong, trong lòng cảm động, nhưng hắn hết sức tỉnh táo, cười khổ nói, ngươi không phải cũng là ngưng thần cảnh. Phương Vọng lắc đầu nói, ta đã đột phá đến độ hư cảnh, nếu như Từ huynh ngươi cũng đi đến độ hư cảnh, lại giết Tiêu Giao Tiên, dễ như trở bàn tay, cái kia dạng phàm phu sao là chúng ta đối thủ. Độ hư cảnh. Màn Từ Cầu Mệnh trong lòng trấn an không ít, một lần nữa dấy lên tự tin, dĩ nhiên, hắn rõ ràng chính mình tuyệt không có khả năng là Phương Vọng đối thủ. Phương Vọng, ngươi yên tâm, ta tuyệt không buông tha tu hành, ngươi vĩnh viễn là ta truy đuổi mục tiêu, mặc kệ như thế nào, ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta, về sau mặc cho ngươi phân công. Từ Cầu Mệnh nghiêm túc nói, hắn nói đến rất lớn tiếng, phảng phất muốn nhường Thất Triều Thiên Tử chứng kiến quyết tâm của hắn. Chương 130, Thiên Thánh Tên, Hoàng Tự Kiếm Quân hiệu lệnh. Phương Vọng không có lập tức thu hồi lục hợp bát hoang tỷ, mà là nhường hắn treo cao, chấn nhiếp Thất Triều giáo phái. Hắn quay người nhìn về phía Tiêu Giao Tiên thân thể, tại Huyền Dương chân hỏa cháy dưới, hắn thân thể cuối cùng bắt đầu bị hỏa táng. Đó chính là ngươi Thiên Nguyên Bảo Linh à, ngươi là Song Mệnh Bảo Linh. Từ Cầu Mệnh ngưỡng nhìn lên bầu trời, nhịn không được hỏi. Vĩ Ngạn lục hợp bát hoang tỷ thật sự là quá mức rung động, Từ Cầu Mệnh vô luận xem nhiều ít mắt, đều sẽ thấy kinh diễm. Hắn liền chưa từng gặp qua khổng lồ như thế Bảo Linh. Phương Vọng cười nói, không sai. Hắn Bảo Linh nhiều, bại lộ hai cái cũng không có gì, vừa vặn gia tăng hắn lực chấn nhiếp. Từ Cầu Mệnh yên lặng. Song Mệnh Thiên Nguyên. Một lát sau, tiểu tử mang theo Thất Triều Thiên Tử bay tới, bọn hắn sau khi hạ xuống nhìn còn đang thiêu đốt Tiêu Giao Tiên thi thể. Tất cả đều yên lặng không nói, chủ yếu là bọn hắn không biết nên nói cái gì. Này một trận chiến hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của bọn hắn, Tiêu Giao Tiên đối với bọn hắn, mà nói đã là tương đương với lục địa tiên thần tồn tại, nhưng chính là mạnh mẽ như thế tồn tại bị Phương Vọng một quyền đấm chết. Bọn hắn huyễn tưởng qua Phương Vọng sẽ thắng, chẳng qua là không nghĩ tới thắng được như thế dễ dàng. Xem lúc trước quá trình chiến đấu, trong lòng bọn họ chỉ có một cái cảm thụ, hai người này hoàn toàn không phải một cấp bậc đối thủ. Lúc này, Thái Uyên Môn mọi người chạy đến, đằng sau còn đi theo mặt khác giáo phái. Triệu Truyền Càn rơi vào Phương Vọng bên cạnh, đang muốn hỏi thăm, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đang thiêu đốt đồ vật, hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì, không khỏi hỏi, Tiêu Giao Tiên đâu? Phương Vọng hồi đáp, như ngươi thấy. Triệu Truyền Càn động dung, những người khác dồn dập nhìn về phía đoàn kia hỏa, bọn họ đều là tu sĩ, tự nhiên nghe được Phương Vọng. Cái kia chính là Tiêu Giao lão ma. Chậc chậc, ngươi xem Phương sư huynh trong tay dẫn theo đồ vật. Phương sư huynh quả nhiên lợi hại, chẳng qua là trên trời đồ chơi kia là cái gì a? Ta cũng đã sớm nói, Tiêu Giao lão ma tuyệt không phải Phương sư huynh đối thủ. Lần này đại chiến, chúng ta dù chưa tham dự, nhưng mắt thấy vừa rồi trận thế, chuyến đi này không tệ a. Thái Uyên Môn các đệ tử nghị luận ầm ĩ, tầm mắt cũng nhịn không được nhìn lên bầu trời lục hợp bát hoang tỷ. Càng ngày càng nhiều giáo phái đến, tiếp đi riêng phần mình thiên tài, những cái kia giáo phái nhân vật lãnh tụ dồn dập đi vào Phương Vọng trước mặt hành lễ. Phương Vọng không có nhiệt tình đáp lại, chẳng qua là nhất nhất gật đầu, các phương giáo phái đều không có sinh khí, ngược lại hết sức xúc động. Hạo Khí Tông cũng tới, chẳng qua là Nhai đạo nhân không dám tới gần, làm Phương Vọng tầm mắt quét về phía hắn lúc, hắn vội vàng cách không hành lễ. Đợi Tiêu Giao Tiên thân thể bị triệt để thiêu hủy, Phương Vọng đem đầu người ném cho Triệu Khải, nói, treo ở hoàng thành trên tường thành, dùng cảnh cáo thiên hạ. Triệu Khải vội vàng tiếp được, Phương Vọng không đợi hắn mở miệng. Nhìn về phía Triệu Truyền Càn, nói, ta đi về trước. Nhiều như vậy giáo phái tụ tập ở đây, đoán chừng một chốc không tản được, hắn nghĩ đi trước một bước. Triệu Truyền Càn gật đầu, không có ý kiến. Phương Vọng thả người vọt lên, rơi vào tiểu tử đầu rắn bên trên, dưới con mắt mọi người, hắn nâng tay phải lên, cái kia che khuất bầu trời khổng lồ lục hợp bát hoang tỷ cấp tốc thu nhỏ, rơi vào trong tay hắn, một màn này đã xem không ít tu sĩ trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ này tỷ liền là Phương Vọng Thiên Nguyên Bảo Linh? Tiểu tử mau chóng đuổi theo, cấp tốc tan biến tại trong gió tuyết. Huyền Hồng Kiếm Tông một tên trưởng lão cảm khái nói, ta đột nhiên cảm thấy kiếm thánh không đủ để hình dung sự cường đại của hắn. Hắn đã siêu việt ngày xưa kiếm thánh lời vừa nói ra, đạt được rất nhiều tu sĩ tán đồng. Bọn hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy Tiêu Giao Tiên là chết như thế nào, nhưng lục hợp bát hoang tỷ phá trận tình cảnh bọn hắn có thể là thấy rất rõ ràng.
thế hệ trẻ tuổi nhìn Phương Vọng rời đi hướng đi, trong mắt tất cả đều là vẻ sùng kính, bao quát từ Cầu Mệnh, Phương Hàn Vũ, Diệp Tưởng ở bên trong, liền trước đó bị Phương Vọng nhục nhã qua Hứa Quang, cũng lộ ra tương tự biểu lộ. Hứa Quang xác thực hận qua Phương Vọng, có thể cuộc chiến hôm nay, khiến cho hắn triệt để không dám hận, trong lòng của hắn chỉ có vô hạn kính nể. Ngày kế tiếp sáng sớm, Phương Vọng trở lại Thái Uyên Môn trong động phủ, hắn ngồi tĩnh tọa ở bạch ngọc giường lớn bên trên, xuất ra Tiêu Dao Tiên vòng tay, bắt đầu luyện hóa này vòng tay. Một lúc lâu sau, này vòng tay cấm chế bị Phương Vọng phá giải, bên trong cất giấu lượng lớn linh thạch, linh khí đan, thiên tài địa bảo cùng với vật liệu luyện khí các loại. Cự phú. Phương Vọng một hơi đem bên trong đồ vật tất cả đều đổ vào long ngọc trong nhẫn, sau đó phá hủy này vòng tay. Hắn sợ Tiêu Dao Tiên sau lưng còn có người, cho nên giải quyết sạch sẽ thì tốt hơn. Tiểu tử nằm sấp trên bàn, tò mò hỏi, công tử, kế tiếp là có phải hay không là nên xuôi nam rồi? Phương Vọng bẻ bẻ cổ, nói, chờ một chút Hàn Vũ đi, không vội một hồi này. Đi đến độ hư cảnh một tầng hắn xác thực nên đi tới hải ngoại, truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Tiểu tử không nữa hỏi thăm, leo đến ao nước bên trong bắt đầu tu luyện, mắt thấy hôm qua một trận chiến về sau, nó cảm xúc sụp sôi, nghĩ khổ tu một phiên. Một mực đến sau 7 ngày, Thái Uyên Môn 5.000 tu sĩ mới vừa trở về, đồng thời mang về Tiêu Dao Tiên bị Phương Vọng tru diệt tin tức, dẫn tới toàn bộ giáo phái oanh động lên. Phương Hàn Vũ hồi trở lại tới bái phòng Phương Vọng, bảo hắn biết có một số việc muốn làm, nhưng Phương Vọng chờ hắn nửa năm, Phương Vọng tự nhiên không có ý kiến. Tại cuộc sống về sau bên trong, Phương Vọng chính tay đâm Tiêu Dao Tiên tin tức truyền khắp thất triều thiên hạ. Tiêu Dao Tiên đuổi bắt thất triều thiên tử, dẫn đến kỳ danh truyền khắp thiên hạ, trong khoảng thời gian ngắn bị phủ lên thành thiên hạ đệ nhất đại ma đầu. Mà bây giờ, Tiêu Dao Tiên tên tuổi trở thành Phương Vọng đá đặt chân. Thất triều các giáo đều tuyên bố Phương Vọng chính là thất triều đệ nhất tu sĩ, Tiêu Dao Tiên là bị Phương Vọng một chiêu tru diệt. Thiên tử nhóm tận mắt nhìn thấy Phương Vọng một quyền đánh xuyên qua Tiêu Dao Tiên thân thể, nhưng Tiêu Dao Tiên trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, cho nên theo bọn hắn nghĩ, Phương Vọng liền là một chiêu tru sát Tiêu Dao Tiên. Thiên tử nhóm cực hận Tiêu Dao Tiên, tận lực gièm pha Tiêu Dao Tiên, ngược lại khiến cho Phương Vọng tên truyền đi mơ hồ hắn thần. Lục hợp bát hoang tỷ tên cũng tại thất triều truyền ra, Phương Vọng cố ý tiết lộ cho lúc ấy mọi người ở đây, kết quả như hắn sở liệu, thất triều từ trước tới nay kiện thứ nhất tên Thiên Nguyên Bảo Linh truyền ra, trở thành thất triều tu tiên giới truyền thuyết. Phương Vọng cuối cùng dùng thuộc tại tên tuổi của mình, Thiên Thánh, mang theo thương thiên chi tỷ, chấn sát tà ma đúc thánh danh, Đại Sở Vương Triều, Hạo Khí Tông. Trên đại điện, trên trăm tên tu sĩ tụ tập ở này, Nhai Đạo Nhân, Hứa Quang, Dương Cẩm Nhi cũng tại. Dương Cẩm Nhi nhìn phía trước trên bậc thang nam tử mặc áo vàng, trong mắt tràn đầy vẻ ngờ vực. Hứa Quang đang giảng giải Phương Vọng cùng Tiêu Dao Tiên đại chiến, mặc dù quá trình chiến đấu rất nhanh, nhưng Hứa Quang cố ý miêu tả lục hợp bát hoang tỷ mạnh mẽ, nghe được ở đây tất cả mọi người động dung. Nam tử mặc áo vàng tay phải tại trước bụng, tay trái chắp ở sau lưng, từ đầu đến cuối, nét mặt của hắn rất bình tĩnh. Hứa Quang sau khi nói xong, trầm giọng nói, tông chủ, quyết không có thể trêu chọc Phương Vọng. Cử động lần này sẽ cho Hạo Khí Tông mang đến hủy diệt nguy hiểm. Nhai Đạo Nhân cùng với những cái kia đi qua Thiên Đỉnh Sơn trưởng lão, các đệ tử gật đầu đồng ý, hồi tưởng lại ngay lúc đó tình hình chiến đấu, bọn hắn đến nay lòng còn sợ hãi. Chỉ có tự mình cảm thụ qua Phương Vọng cùng lục hợp bát hoang tỷ khí thế, mới biết Phương Vọng khủng bố đến mức nào. Ngược lại bọn hắn không dám đối địch với Phương Vọng, nếu là tông chủ cưỡng bức, bọn hắn tình nguyện lui tông. Nam tử mặc áo vàng đem trên điện tất cả mọi người vẻ mặt thu vào đáy mắt, hắn chậm rãi mở miệng nói. Chu diệt kim thân cảnh 4 tầng, Phương Vọng xác thực mạnh mẽ, không thể trêu chọc, từ nay về sau, không được lại tìm hiểu Phương Vọng cùng Thái Uyên Môn tin tức, Hạo Khí Tông tận lực cùng Thái Uyên Môn giao hảo. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người thở dài một hơi, dồn dập đáp ứng. Lúc này, một lão giả tiến lên một bước, hỏi, xin hỏi tông chủ, ngươi có thể nhận biết Tiêu Dao Tiên? Đại điện trong nháy mắt yên tĩnh, nam tử mặc áo vàng trước đó nói qua, sẽ có người hủy diệt Đại Tề cùng Thái Uyên Môn. Kết quả Tiêu Dao Tiên hoành không xuất thế, điều đó không có khả năng là trùng hợp. Hạo Khí Tông có thể là đại sở chính đạo tông môn, vẫn là phụ nước tông môn, thiên tử bị bắt, nhưng Hạo Khí Tông hổ thẹn, việc này cũng để bọn hắn biệt khuất. Bọn hắn vốn là đối vị này tiền nhiệm không lâu tông chủ tâm có bất mãn, giờ phút này liền có người không nín được. Nam tử mặc áo vàng mảy may không hoảng hốt, mỉm cười hỏi, ta nói không biết, các ngươi tin sao? Chất vấn hắn lão giả trầm giọng nói, Hạo Khí Tông chính là chính đạo danh tông. Chúng ta có thể vì vương triều chi tranh làm chút thủ đoạn, nhưng quyết không thể làm ra vi phạm đại nghĩa, tổn thương đại sở sự tình. Có người dẫn đầu, càng ngày càng nhiều người đứng ra trách móc nặng nề nam tử mặc áo vàng. Nam tử mặc áo vàng mặt không đổi sắc, nói khẽ, chư vị quên sao, sở dĩ muốn đối phó Phương Vọng,
là bởi vì các ngươi hoài nghi Lương Tầm Thu chết trong tay Phương Vọng. Một tên trưởng lão nghiêm mặt nói, mặc dù như thế, cũng không thể cấu kết tà ma ngoại đạo. Lời nói này nhường ban đầu chột dạ mọi người lại trở nên nghĩa chính ngôn từ. Nam tử mặc áo vàng vẫn chấn định như cũ, chẳng qua là hắn chắp ở sau lưng tay trái đã nắm thành quả đấm. Đúng lúc này, một hồi gió mạnh bao phủ vào trong đại điện, cả kinh tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên tóc trắng áo trắng lão giả trống rỗng xuất hiện tại trên đại điện. Hắn thân hình cao lớn, tay cầm phất trần, râu dài cùng bụng, một bộ tiên phong đạo cốt hình ảnh. Bái kiến sư tổ. Nhai đạo nhân vội vàng quỳ xuống, hắn một quỳ, tất cả những người khác dồn dập quỳ xuống. Phải biết nhai đạo nhân có thể là thái thượng trưởng lão, có thể bị thái thượng trưởng lão xưng là tổ sư người lại nên cái gì bối phận. Lão giả áo bào trắng bỏ qua chung quanh hậu bối, tầm mắt rơi vào nam tử mặc áo vàng trên thân, nói, ngươi chính là Cơ Như Thiên. Nam tử mặc áo vàng híp mắt nói, không nghĩ tới Hạo Khí Tông còn cất giấu nhân vật như ngươi, vì sao trước đó không thấy. Lão giả áo bào trắng nâng lên tay trái, một tấm lệnh bài xuất hiện tại trên lòng bàn tay, phía trên khắc lấy hai chữ, Trường Sinh. Lão giả áo bào trắng mở miệng nói, phụng Trường Sinh các hoàng tự kiếm quân hiệu lệnh, Hạo Khí Tông phụ trách điều tra Cơ Như Thiên hạ lạc. Hậu bối, người đắc tội Trường Sinh Các, lại gia nhập Hạo Khí Tông, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Cơ Như Thiên khiêu mi hỏi, Trường Sinh Các, Hạo Khí Tông cùng trên biển Trường Sinh Các là quan hệ như thế nào? Mặt khác Hạo Khí Tông tu sĩ cũng hết sức nghi hoặc, bọn hắn căn bản chưa nghe nói qua Trường Sinh Các tên, dù sao xuôi nam ra biển là những năm gần đây phong trào, mà ra ngoài đích xác rất ít người trở về. Lão già áo bào trắng hồi đáp, Hạo Khí Tông sở dĩ có thể thành lập, chính là đến Trường Sinh Các đến đỡ, cái tầng quan hệ này. Chỉ có các triều đại tông chủ từ nhiệm phía sau có thể biết được. Nếu hoàng tự kiếm quân nghĩ điều tra ngươi, cái kia ta thẳng thắn liền bắt giữ ngươi, vừa vặn phòng ngừa ngươi mang Hạo Khí Tông hướng đi lạc lối. Cơ Như Thiên cười, hắn đưa tay vuốt vuốt mi tâm, bất đắc dĩ nói, Trường Sinh Các, hoàng tự kiếm quân, nghe liền phiền toái, được rồi, ngược lại ta chỉ là muốn lợi dụng các ngươi nhất thời. Nụ cười của hắn đi theo tan biến, vẻ mặt lạnh lùng, hắn ở trên cao nhìn xuống lão giả áo bào trắng, nói, lão đầu. Ngươi cảm thấy ngươi có năng lực bắt giữ ta? Ngươi cho rằng ngươi đối mặt là ai?